những ánh mắt với bao hy vọng. Hãy cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn, để cho cuộc đời đẹp hơn với bao giấc mơ. Người thầy thuốc như mẹ hiền, với tình yêu thương đong đầy, giúp cho người bệnh vững tin vào ngày mai. Bạn hỡi hãy lắng nghe, ta cùng vượt qua gian khó. Cuộc sống không như ta vẫn mơ, sẽ có những lúc gian nguy, sẽ cần một trái tim sáng trong, lương y như từ mẫu, để thắp lên mau ước mơ, cho ta thêm yêu cuộc đời đẹp tươi. Mầm sống sinh sôi lục bia đâm trôi, sau cơn mưa ta đón ánh mặt trời. Tình yêu tràn căng sức sống, thắp lên niềm tin, để cho bệnh nhân với bao hy vọng quên điều lo khó khăn muộn phiền, như một gia đình yêu thương ngập tràn. Bừng cháy lên bao khát khao, hãy vươn mình đón ánh nắng mai, vượt qua ngàn nỗi sợ, tin vào ngày mai tươi sáng hơn, và quyết tâm không đầu hàng số phận, tin vào bàn tay và khối óc, yêu thương và sẻ chia, bệnh viện ca trao hy vọng nhân niềm tin. Bao hy vọng, hãy cùng sẻ chia niềm vui nỗi buồn, để cho cuộc đời đẹp hơn với bao giấc mơ. Người thầy thuốc như mẹ hiền, với tình yêu thương đong đầy, giúp cho người bệnh vững tin vào ngày mai. Bạn hỡi hãy lắng nghe, vượt qua gian khó. Cuộc sống không như ta vẫn mơ, sẽ có những lúc gian nguy, sẽ cần một trái tim sáng trong, lương y như từ mẫu, để thắp lên bao ước mơ, cho ta thêm yêu cuộc đời đẹp tươi. Bừng cháy lên bao khát khao, hãy vươn mình đón ánh nắng mai, vượt qua ngàn nỗi sợ, tin vào ngày mai tươi sáng. Và quyết tâm không đau hạt số phận, tin vào bàn tay và khối óc, yêu thương và sẻ chia, bệnh viện ca trao hy vọng nhận niềm tin. Bệnh viện ca chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề phương pháp nhắm trúng đích trong điều trị ung thư. Chương trình do Bệnh viện Ca thực hiện và được phát trực tiếp trên kênh YouTube và kênh Fanpage của Bệnh viện Ca. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn công ty Hoffmann La Roche đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi một năm ở Việt Nam của chúng ta phát hiện ra khoảng gần 165.000 ca mắc ung thư mới, trong đó ung thư vú chiếm là 15.000, chiếm tỷ lệ là 9,2%. Đây là một con số cũng đáng báo động và đáng lo ngại, bởi ung thư vú thì là những căn bệnh thường gặp nhất ở chị em phụ nữ, do đó được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm. Tuy nhiên, với ung thư nói chung cũng như là ung thư vú nói riêng, nếu chúng ta phát hiện được
càng sớm thì điều trị, hiệu quả điều trị sẽ càng cao. Ung thư biết sớm trị lành. Do đó việc khám, tầm soát, phát hiện sớm ung thư là một việc rất là quan trọng. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian vừa qua, do yếu tố về tâm lý của chị em phụ nữ, do đó là rất nhiều chị em là tâm lý lo ngại, xấu hổ nên là không đi khám sàng lọc để phát hiện sớm ung thư vú. Do đó khi mà chị em đến bệnh viện ca của chúng tôi thì đã có rất nhiều chị em đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Nếu chúng ta phát hiện được sớm thì cái tỷ lệ chữa thành công rất cao, chi phí cũng sẽ rất là ít, và do đó là cái việc khám tầm soát cũng sẽ rất là lớn. Chính vì vậy nên là việc khám tầm soát ung thư cũng như các phương pháp điều trị về ung thư ở bệnh viện ca luôn luôn được chú trọng, quan tâm và được đầu tư về con người, về các phương pháp điều trị, cập nhật các phương pháp điều trị mới nhất trên thế giới, trang bị những trang thiết bị hiện đại nhất để nâng cao hiệu quả khám sàng lọc ung thư cũng như hiệu quả của điều trị về ung thư. Các phương pháp điều trị như về hóa trị, như về xạ trị, như về phẫu thuật, như về chăm sóc giảm nhẹ luôn luôn được cập nhật và làm sao hiệu quả nhất trong vấn đề điều trị ung thư. Trong suốt quá trình điều trị về ở bệnh viện ca của chúng tôi thì các bác sĩ của bệnh viện ca của chúng tôi cũng được nghe rất nhiều các tâm tư, những cái quan tâm của quý người bệnh, người nhà người bệnh và người dân quan tâm, cũng như chương trình tư vấn trực tuyến của bệnh viện ca cũng luôn luôn nhận được rất nhiều các câu hỏi từ quý bạn đọc gửi về. Ví dụ như là khám sàng lọc ung thư như thế nào, có thể ở nhà, có thể chúng ta có thể tự khám để phát hiện sớm được hay không, ung thư có di truyền hay không, các phương pháp điều trị ung thư ra làm sao và có được thanh toán bảo hiểm y tế hay không, và ung thư vú thì chữa trị có khỏi hay không. Rất nhiều các câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình, cũng như là các bác sĩ của chúng tôi đã được nghe người bệnh, người nhà người bệnh và người dân liên tục đặt các câu hỏi quan tâm của mình. Chính vì vậy trong chương trình tư vấn trực tuyến ngày hôm nay sẽ là với chủ đề các phương pháp nhằm trúng đích trong điều trị ung thư vú. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với quý vị hai bác sĩ chuyên gia của bệnh viện ca sẽ tham gia tư vấn với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa ngoại vú của bệnh viện ca. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Phùng Thị Huyền, trưởng khoa nội quán sứ và phụ trách phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện ca. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai bác sĩ đã quan tâm dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể gửi các câu hỏi tư vấn trực tuyến ở trong cái phần bình luận ở ngay phía dưới màn hình của quý vị. Chúng tôi sẽ lựa chọn các câu hỏi để hỏi và các hai bác sĩ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ liên tục trả lời tư vấn cho quý vị cũng như là các chương trình trước. Và không để quý vị sẽ phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi đầu tiên mà ban biên tập đã tổng hợp trong suốt một tuần vừa qua. Câu hỏi đầu tiên sẽ đúng với là chủ đề mục đích của chương trình. Câu hỏi thì đến từ bạn Việt Hoàng. Câu hỏi như sau. Xin cảm ơn chương trình đã tư vấn trực tuyến của bệnh viện ca. Tôi đã xem các chương trình này ở các số trước, vô cùng ý nghĩa. Vâng, xin cảm ơn bạn Việt Hoàng. Tôi xin hỏi các bác sĩ là cái phương pháp điều trị nhắm trúng đích là như thế nào? Và để giải đáp cho quý vị và bạn Việt Hoàng câu hỏi này, chúng tôi xin được mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Việt Hoàng và quý vị câu hỏi này. Xin cảm ơn bạn Việt Hoàng đã đặt câu hỏi cho chương trình. Thì tôi cũng xin giới thiệu các cái phương pháp chính thống trong cái điều trị ung thư thì bao gồm có phẫu thuật, xạ trị và các phương pháp điều trị toàn thân. Trong các cái phương pháp điều trị toàn thân thì phải kể đến đó là điều trị nội tiết, điều trị hóa chất, điều trị đích và các thuốc miễn dịch. Thì điều trị đích đó là một trong những cái tiến bộ của các cái phương pháp điều trị nội khoa trong ung thư. Và điều trị đích nó có được đấy là nhờ cái sự thành công trong nghiên cứu khoa học, trong sự phát triển của sinh học phân tử. Qua đó thì các nhà khoa học cũng đã tìm ra được những các cái đột biến gen, những cái biến đổi bất thường về hệ thống gen của cơ thể, cũng như là tìm được các cái protein mà liên quan đến các cái gen này. Qua đó thì người ta đã nghiên cứu sản xuất ra những các cái thuốc đặc hiệu tác động đến các cái gen đích và cũng như là các protein đích đặc hiệu trên các tế bào ung thư. Chính vì vậy, các thuốc điều trị đích thì nó có tác động lên các cái đích đặc hiệu lên tế bào ung thư. Chính vì vậy nên nó đã làm tăng cái hiệu quả điều trị trong bệnh ung thư, có thể làm tế bào ung thư chết hoặc là làm ngừng hoặc chậm phát triển của cái tế bào ung thư. Đồng thời, cái đặc tính thứ hai vì nó đặc hiệu trên cái tế bào ung thư như vậy nên nó cũng đã làm giảm được các tác dụng phụ trên các cái cơ quan lành.
Thế thì đối với các cái thuốc điều trị đích trong thời gian gần đây thì nó cũng là một cái tiến bộ, rất tiến bộ trong cái điều trị nội khoa bệnh ung thư. Nó cải thiện được cái thời gian sống thêm cho rất là nhiều bệnh ung thư, từ ung thư vùng đầu cổ cho đến ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư gan và nhiều loại ung thư khác nữa. Thì cái thuốc điều trị đích này có thể được sử dụng điều trị đơn độc hoặc là phối hợp với hóa trị trong tùy từng loại phác đồ. Thế khi mà nghe nói đến có cái phương pháp điều trị đích thì cũng rất là nhiều người quan tâm đến là việc là liệu gọi là các thuốc điều trị đích như thế này thì nó có áp dụng được cho tất cả các bệnh nhân ung thư hay không, hay là tất cả các loại ung thư thì có thể sử dụng các phương pháp điều trị đích hay không. Thế thì cái điều này nó cũng hoàn toàn là không đúng. Đối với từng mỗi một loại thuốc điều trị đích thì tùy thuộc vào từng loại bệnh ung thư, từng giai đoạn bệnh, giai đoạn sớm hay là giai đoạn muộn tái phát di căn mà sẽ có những cái chỉ định điều trị đặc hiệu. Và đối với từng loại bệnh như vậy thì các bác sĩ cũng sẽ thảo luận với bệnh nhân, gia đình người bệnh về cái hiệu quả điều trị cũng như là cái chi phí điều trị. Vì chúng ta cũng biết là chi phí điều trị cho các thuốc điều trị đích nó cũng đắt và không phải bệnh nhân nào cũng tiếp cận được. Thì trở lại với cái chương trình của ngày hôm nay, đó là cái điều trị đích trong ung thư vú. Thế thì phải nói là bệnh nhân ung thư vú thì rất là may mắn, bởi vì là đã được hưởng cái thành tựu của khoa học, trong đó có sự ra đời của thuốc điều trị đích. Và kể đến cái thuốc điều trị đích đầu tiên được đưa vào áp dụng mà nó cũng có rất có hiệu quả cho đến ngày hôm nay vẫn giữ nguyên được giá trị, đó là cái thuốc trastuzumab. Thì cái thuốc trastuzumab thì được chỉ định cho những cái bệnh nhân ung thư vú mà có bộc lộ quá mức cái yếu tố phát triển biểu mô HER2. Thì ước tính cũng chỉ khoảng 20% bệnh nhân ung thư vú thì có cái yếu tố HER2 này dương tính thôi. Đấy, như vậy thì cũng là một cái lý do để giải thích là tại sao có những bệnh nhân được chỉ định với thuốc điều trị đích cũng là bệnh nhân ung thư vú, nhưng có những bệnh nhân thì lại không được chỉ định điều trị với thuốc điều trị đích ung thư vú là như vậy. Thế thì thuốc trastuzumab thì cũng đã được FDA chứng nhận cho điều trị ung thư vú di căn từ những năm 1998 và đến năm 2005 thì được phê duyệt cho điều trị ung thư vú giai đoạn sớm. Và tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã bắt đầu ứng dụng điều trị thuốc trastuzumab cho bệnh nhân ung thư vú từ khoảng năm 2000. Đấy, vì cũng qua gần 20 năm đấy thì chúng tôi cũng thấy thực sự đây là một cái liệu pháp điều trị đích rất có hiệu quả cho bệnh nhân ung thư vú. Đấy, tuy nhiên thì cũng phải nói là với cái thuốc này thì cái chi phí nó còn đắt, cho nên cũng chỉ ước tính là khoảng 20% bệnh nhân ung thư vú có cái HER2 dương tính thì được tiếp cận với cái tiến bộ mới là cái thuốc điều trị đích trong ung thư vú thôi. Thế ngoài cái thuốc trastuzumab thì gần đây chúng ta cũng có thêm một số những cái thuốc điều trị đích nữa trong ung thư vú. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã liên tục nhận được các câu hỏi trực tuyến mà quý vị đang gửi về cho chương trình. Đầu tiên cũng xin được trả lời với quý vị, chủ đề ngày hôm nay là về ung thư vú. Có các câu hỏi, ví dụ như câu hỏi của bạn Dương Nguyễn là về ung thư giáp, thì chúng tôi đã có một cái số về ung thư giáp, bạn Dương Nguyễn có thể là xem lại ở trên fanpage của bệnh viện ca. Sau đây là có một câu hỏi trực tuyến của bạn Lan Nguyễn mà cũng với chủ đề này, và đề xuất tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Lan Nguyễn. Câu hỏi của bạn Lan Nguyễn là: xin chào bác sĩ, em là bệnh nhân ca vú, điều trị được 16 mũi, điều trị đích được 16 mũi rồi. Hiện tại sức khỏe của em ổn định và các kết quả chụp chiếu gần đây đều không có gì bất thường. Vậy có phải em đã đáp ứng thuốc đích tốt không ạ? Sau điều trị đích em có cần chế độ ăn uống như thế nào để không bị tái phát hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được kính mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Lan Nguyễn câu hỏi này. Vâng ạ, xin chào bạn Lan Nguyễn. Thì cái thuốc điều trị đích như tôi cũng vừa trình bày, nó có chỉ định trong cả điều trị ung thư vú tái phát di căn cũng như là chỉ định trong ung thư vú ở giai đoạn sớm. Thì trong câu hỏi của bạn thì cũng không có nêu rõ là bạn đang được ở trong cái giai đoạn là giai đoạn sớm điều trị bổ trợ hay là điều trị tái phát di căn. Tuy nhiên thì tôi cũng xin phép là trả lời nó bao gồm cả hai, để xem trong cái hoàn cảnh nào đó thì phù hợp với mình thì bạn lựa chọn cái câu trả lời đó. Thì đối với bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm thì phẫu thuật nó là quan trọng nhất. Thế thì bệnh nhân mà có yếu tố HER2 dương tính thì có chỉ
định điều trị thêm với thuốc điều trị đích. Và cái liệu trình cái thuốc điều trị đích cho đến thời điểm bây giờ thì chuẩn thì vẫn là một năm điều trị với thuốc trastuzumab, thì bạn tính đến là được 16 đợt. Cái một năm kia thì tính đủ số chu kỳ là 18 đợt, như vậy thì mình còn thiếu 2 đợt nữa. Thế thì đối với những cái bệnh nhân mà ở giai đoạn sớm ấy, thì mình sau trong quá trình điều trị thì thông thường cứ 3 tháng thì các bác sĩ sẽ đánh giá lại một lần. Vì là mình ở giai đoạn sớm điều trị hỗ trợ nên các bác sĩ cũng sẽ khám lâm sàng, rồi siêu âm ổ bụng, rồi chụp phổi, cũng đánh giá xem là bệnh có tái phát hay là tiến triển trong cái quá trình điều trị hay không. Thì nếu như mà các bác sĩ vẫn khám cho mình, vẫn theo dõi cho mình định kỳ như vậy mà không có phát hiện ra bệnh tiến triển thì bạn sẽ tiếp tục điều trị cho đầy đủ cái liệu trình là đến 18 đợt, tức là còn 2 đợt nữa. Thế còn trong trường hợp mà bạn đang ở thể bệnh là tái phát di căn, thế thì cái thời gian điều trị cái thuốc điều trị đích cũng như có thể là đang có phối hợp hoặc là không phối hợp với lại hóa chất hay là thuốc nội tiết, thế thì được quy định nó sẽ tiếp tục điều trị cho đến khi mà bệnh tiến triển, tức là cái thuốc này nó không còn có hiệu quả đối với bệnh của bạn nữa, hoặc là đến khi mà bạn xuất hiện là cái độc tính mà không thể chấp nhận được, thì lúc đấy các bác sĩ sẽ trao đổi với bạn là cái việc là dừng cái thuốc điều trị đích. Đấy, như vậy tôi hiểu là có thể trong câu hỏi này bạn đang hỏi là bạn đang điều trị bổ trợ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Chúng ta sẽ đến với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn Lê Thu Hà, câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, cháu gái em năm nay 11 tuổi, có một khối u bên vú trái. Gia đình em ở Quảng Ninh đã cho cháu đi khám tại bệnh viện tỉnh và kết hợp khám tại bệnh viện ca. Sau khi khám ở bệnh viện ca thì các bác sĩ chẩn đoán là u lành, chưa cần phẫu thuật, về theo dõi thêm. Nhưng sau một tháng rưỡi gia đình em cho cháu đi khám lại thì khối u tăng kích thước nhanh, nên các bác sĩ bệnh viện tỉnh tư vấn mổ luôn và lấy u làm xét nghiệm. Gia đình đã cho cháu mổ, sau một tuần có kết quả xét nghiệm mô bệnh học, kết quả là u lympho phyllod lành tính. Nhưng bác sĩ điều trị và mổ cho cháu có giải thích là nó là một loại u ác tính, nếu tái phát lại phải cắt bỏ toàn bộ vú, không vết hạch. Gia đình rất hoang mang và muốn cho cháu lên Hà Nội khám lại tại bệnh viện ca. Em xin được hỏi, thứ nhất là nếu khám lại thì nên làm các xét nghiệm nào? Thứ hai là u ác tính có phải là ung thư không, thưa bác sĩ? Thứ ba là sau cháu em mới 11 tuổi đã bị bệnh, cháu em có nên dùng thuốc gì để điều trị không ạ? Cháu mới mổ từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Em cảm ơn bác sĩ. Và với câu hỏi này chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Lê Thu Hà câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. U phyllod hay còn gọi với các cái tên khác là u dạng lá, hoặc ở trong các tỉnh và khu vực phía Nam thì gọi là u diệp thể. Thì đây nó là một loại khối u của tổ chức liên kết trong tuyến vú. U phyllod thì sẽ được chia ra làm 3 loại. Thứ nhất là loại lành tính, thứ hai là loại ác tính, và thứ ba là các cái u phyllod ở dạng trung gian giữa lành tính và ác tính. Thì có một cái đặc điểm chung trong các cái u phyllod là cái khối u này nó hay bị tái phát. Thế thì cái chỉ định điều trị cơ bản cho u phyllod là chúng ta sẽ phải phẫu thuật là lấy bỏ cái khối u. Thế và điều rất quan trọng trong quá trình phẫu thuật là chúng ta phải thao tác hết sức là tinh tế gọn gàng, tránh để dây rớt các cái tế bào khối u ra vị trí xung quanh để có thể tạo điều kiện cho cái tái phát về sau. Thì cái phẫu thuật tinh tế nó rất là quan trọng. Thì trở lại trường hợp mà cháu gái em thì năm nay mới 11 tuổi, thì trong cái thực hành lâm sàng chúng tôi thấy là với một cái tình huống mà u phyllod ở cháu gái 11 tuổi thì khá là hiếm. Thế và cái việc mà cần làm là nếu mà các bạn nên đến quay lại bệnh viện ca khám thì có lẽ là cũng phải xem lại cái tiêu bản, cái khối u đã cắt ra là có đúng là u phyllod hay không. Đấy, thế và nếu là phyllod thì cũng phải xác định rõ xem là cái độ 1, độ 2 hay là độ 3, tức là chúng ta sẽ xem nó là lành tính, ác tính hay là ở trung gian. Thì đấy là cái vấn đề quan trọng hàng đầu. Thế và trong quá trình theo dõi thì cái việc khám lại thì
thì bác sĩ sẽ chú trọng vào cái chuyện phát hiện sớm các cái tổn thương tái phát nếu có. Thì cụ thể ở đây là các bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng đối với cái tuyến vú đã phẫu thuật, đánh giá cái diện mổ. Thế và đặc biệt là sẽ có cái kiểm tra bằng siêu âm tuyến vú để rà soát thật kỹ cái diện mổ vú. Nếu mà có những cái tổn thương nghi ngờ hoặc tái phát xuất hiện trở lại thì chúng tôi sẽ phát hiện ra sớm, và thậm chí là có những trường hợp là cần phải thậm chí là phải làm các cái xét nghiệm tế bào học bằng cái kim nhỏ hoặc là các cái sinh thiết kim dưới hướng dẫn của cái đầu dò siêu âm đi đến tận nơi tổn thương nghi ngờ để xem là có phải là tổn thương tái phát hay không, hay là các cái mô sơ sẹo. Thì tóm lại là cái vấn đề hàng đầu trong cái chuyện khám lại là chúng ta phải phát hiện sớm được các cái tổn thương tái phát nếu có. Về câu hỏi thứ hai, u ác tính có phải là ung thư hay không? Thì các khối u nói chung thì là sẽ được chia ra làm hai loại, là trong đó thì có cả ung thư vú cũng chia theo cái phân loại này, là những cái khối u lành tính và các khối u ác tính. Thì các cái khối u ác tính thì còn có tên gọi khác là các cái bệnh ung thư. Về câu hỏi thứ ba là sao cháu em mới 11 tuổi đã bị bệnh ạ? Cháu em có nên dùng thuốc gì để điều trị hay không? Thì như chúng tôi đã đề cập ở bên trên, thì với một cháu bé 11 tuổi mà một cái chẩn đoán là u phyllod của tuyến vú thì cũng khá là hiếm. Thế và trong thực tế công tác thì chúng tôi cũng đa phần là gặp những cái cháu như ở cái tuổi này là hay có những cái khối u sơ của tuyến vú. Đấy, thì có một cái tỷ lệ nhất định là có thể chẩn đoán nó bị lẫn giữa cái khối u sơ của tuyến vú và cái khối u phyllod. Thì đó chính là lý do tại sao mà tôi khuyên là bạn khi mà lên viện ca khám lại thì sẽ mượn cái tiêu bản, mượn cái khối nến để bác sĩ có thể xem xét, đánh giá kỹ lại cái khối u đấy để cho cái kết luận chính xác. Vâng, xin hết. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Quang. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều các câu hỏi trực tuyến đang liên tục gửi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Hương Giang, câu hỏi như sau. Xin bác sĩ tư vấn giúp em với ạ. Em 29 tuổi, em mới đi siêu âm tuyến vú và phát hiện có một u nang tuyến vú trái, BRAF 4A. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về chẩn đoán BRAF 234 là khả năng ung thư vú cao hay là như thế nào? Bây giờ em đang nên tiến hành các xét nghiệm gì tiếp theo? Em xin cảm ơn bác sĩ. Và với câu hỏi này, chúng tôi xin được kính mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Hương Giang. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thực tế là khi các bạn đến khám ở bệnh viện thì sau khi các bác sĩ khám lâm sàng xong thì sẽ chỉ định các xét nghiệm về kiểm tra tuyến vú. Thì một trong những các xét nghiệm đó thường là cái chụp phim tuyến vú, và kết quả thì có trả lời là BRAF 12345. Thế thì khi cầm được kết quả này thì cũng nhiều bạn rất là lo lắng khi nhìn thấy là từ số 3 trở lên là thấy lo hơn rồi. Đấy, nghĩ là chắc là ung thư nó phải là độ 2, độ 3, độ 4. Đấy, nghĩ giống như là giai đoạn bệnh ung thư. Thế thì cũng xin giải thích thêm với các bạn cái hệ thống BRAF. Nó là một cái hệ thống về dữ liệu, về phân tích các cái hình ảnh của tuyến vú mà các cái nhà X-quang ra sử dụng để đọc các cái kết quả về ung thư, về các bất thường ở tuyến vú. Thì cũng có thể sử dụng với hệ thống BRAF khi chụp phim mang mô tuyến vú hay chụp X-quang tuyến vú đó, hoặc là trong cái siêu âm cũng như là trong cái chụp cộng hưởng từ tuyến vú. Thế thì các cái kết quả khi đọc có thể là BRAF 0, BRAF 1, 2, 3, 4 hoặc 5. Thế thì đối với BRAF 0, khi kết quả này thì các bác sĩ có khảo sát thì thấy rằng với những các cái hình ảnh trên cái phim chụp vú nó cũng chưa đủ những cái dữ liệu để cho các bác sĩ khẳng định. Thế thì lúc đó thì sẽ yêu cầu cần thêm khai thác thêm những cái thông tin từ người bệnh, hoặc là cần phải yêu cầu chụp thêm các cái tư thế thì mới trả lời được. Thế còn đối với lại BRAF 1, tức là trên phim chụp tuyến vú hoặc là siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ thì các hình
hình ảnh về tuyến vú thì hoàn toàn bình thường. Đối với BRAF 2 thì cũng nói chung kết quả là lành tính, tuy nhiên có thể kèm theo những các cái tổn thương lành tính như là nang tuyến vú chẳng hạn. Đối với BRAF 3 thì cũng có những cái tổn thương ở vú, thì phần lớn các tổn thương này khả năng nó là lành tính, tuy nhiên người ta ước tính là có khoảng 3% có thể có nguy cơ ác tính. Thì đối với cái BRAF 3 như vậy thì cũng khuyên người bệnh thông thường là sẽ khám lại định kỳ sau 6 tháng. Thế còn đối với BRAF 4 thì các cái tổn thương ở trên phim chụp vú cũng có dấu hiệu nghi ngờ, thì cũng ước tính có khoảng từ 25 đến khoảng 35% có nguy cơ ác tính nếu như mà mình xét nghiệm mô bệnh học đối với những các khối u này. Thế thì khi mà mình được chẩn đoán là BRAF 4 chẳng hạn, thế thì các bác sĩ cũng sẽ chỉ định thêm các cái xét nghiệm như là chọc tế bào tuyến vú hoặc là sinh thiết kim tuyến vú để chẩn đoán mô bệnh học cái khối u vú. Thế còn BRAF 5 thì thực tế nếu chẩn đoán BRAF 5 thì cái khả năng ác tính là rất là cao, nó lên đến 95 đến 97%. Trong trường hợp này thì các bác sĩ cũng khuyến cáo mạnh mẽ là những cái phương pháp chẩn đoán tế bào học, mô học để phối hợp để chẩn đoán xác định ung thư vú. Xin hết. Cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Chúng ta sẽ đến với liên tục các câu hỏi về trực tuyến. Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Lý, câu hỏi như sau. Em xin hỏi bác sĩ, em bị ung thư vú thể tam âm, sau điều trị thì cần phải kiêng những gì? Cảm ơn bác sĩ. Với câu hỏi này chúng tôi lại cũng tiếp tục đề xuất tiến sĩ Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Thị Lý câu hỏi này. Vâng ạ, xin chào bạn Lý. Thế thì cái từ tam âm này nó cũng đã được lan truyền rất là nhiều. Đối với các bác sĩ thì chúng tôi hay dùng cái từ là ung thư vú thể triple negative. Thế cũng phải nói là rất là chia sẻ, bởi vì là có đến 70-80% bệnh nhân ung thư vú là có thụ thể nội tiết dương tính. Thì sau khi được điều trị bằng cái phương pháp như là phẫu thuật, hóa trị thì bệnh nhân được điều trị nội tiết ít nhất là 5 năm. Đấy, có những cái trường hợp là lên đến 10 năm. Thế thì tâm lý của người bệnh ấy, là nếu như sau khi kết thúc các cái phương pháp như là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị mà được duy trì với thêm một cái phương pháp điều trị gì nữa thì người bệnh cũng cảm thấy là yên tâm hơn. Đấy, và đặc biệt là đối với những người bệnh được cấp thuốc nội tiết thì sẽ thường xuyên đi khám định kỳ để lấy thuốc, cấp thuốc và cũng được các bác sĩ khám cũng thường xuyên đều đặn hơn. Thế thì sẽ yên tâm hơn so với lại những người bệnh mà gọi thể tam âm, tức là cả thụ thể nội tiết ER, PR, cả yếu tố phát triển biểu mô đều âm tính. Thì đối với những cái trường hợp tam âm như thế này ấy thì các phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật, nếu có chỉ định xạ trị thì xạ trị, còn lại là sẽ không có chỉ định điều trị nội tiết, cũng như là không có cái chỉ định thuốc điều trị thuốc đích. Đấy, chính vì vậy cho nên là cái thời gian mà điều trị đối với bệnh nhân tam âm thì nó cũng ngắn hơn là so với các bệnh nhân khác. Thì trở lại câu hỏi của bạn, đó là việc là phải ăn uống như thế nào, đúng không ạ? Bằng cái chế độ dinh dưỡng như thế nào? Thế thì cái việc mà chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tập luyện của bệnh nhân ung thư vú thể tam âm thì nó cũng không có khác gì so với bệnh nhân ung thư vú các thể khác, cũng như là các bệnh nhân ung thư nói chung. Thế thì sau khi mà kết thúc các liệu trình điều trị thì cái điều quan trọng đó là chúng ta cũng cố gắng tái lập lại với lại những cái cuộc sống sinh hoạt thường ngày để giữ, để lấy lại sức khỏe, cũng như là trở lại với những cái công việc hài của mình. Thế còn ngoài ra thì đối với góc độ chuyên môn thì cũng sẽ khuyến cáo người bệnh thể tam âm cũng như các thể khác là sau khi kết thúc cái liệu trình điều trị chính thì chúng ta duy trì cái việc thăm khám định kỳ để các bác sĩ sẽ khám và phát hiện cái tổn thương tái phát nếu có để sớm nhất. Thì lúc đó kể ngay cả khi tái phát mà mình phát hiện sớm thì cái việc điều trị cũng có thể khỏi cho cũng rất là nhiều người bệnh. Thế còn về chế độ dinh dưỡng, ăn uống thì tập luyện thì chúng ta cũng duy trì chế độ tập luyện hàng ngày, ăn uống đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, đầy đủ các cái thành phần trong khẩu phần ăn, và cũng không có một cái khuyến cáo gì đặc biệt. Thế còn là cũng có nhiều bệnh nhân cũng hỏi các bác sĩ là sau khi kết thúc điều trị rồi thì có sử dụng các cái thuốc bổ rồi thuốc thực phẩm chức năng hay những cái thuốc đông y được không? Thế thì thực tế trong quá trình điều trị, khi được điều trị hóa chất hay điều trị đích vân vân thì bệnh nhân cũng có hỏi bác sĩ rất là nhiều, thì các bác sĩ cũng khuyên là sử dụng những các cái thuốc mà rõ nguồn gốc. Đấy, vì mình cũng không rõ là cái việc sử dụng những các thuốc như vậy nó có tương tác với lại các cái thuốc hóa chất
hoặc là cái thuốc đích mà người bệnh đang được điều trị hay không thì có thể nó làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả điều trị của phương pháp điều trị chính. Thế tuy nhiên sau khi kết thúc các phương pháp điều trị chính rồi thì cũng tùy vào sức khỏe của người bệnh, nhu cầu của người bệnh, mình cũng có thể sử dụng thêm các thực phẩm chức năng hay là những các cái thuốc đông y để nâng cao thể trạng. Thế thì tùy trường hợp và bệnh nhân nên trao đổi kỹ với các bác sĩ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Các câu hỏi trực tuyến cũng đã được trả lời. Ví dụ như của bạn Phạm Phương hỏi về cái BRAF3 thì tiến sĩ đã Phùng Huyền vừa trả lời câu hỏi từ câu hỏi phía trước. Tiếp theo là một cái câu hỏi trực tuyến của bạn Nguyễn Thị Trương BDS. Em bị ung thư vú, đã phẫu thuật hóa xạ. Bây giờ em muốn chuyển tế bào gốc nâng cao sức khỏe để tránh tái phát. Xin bác sĩ tư vấn có nên hay không? Chúng tôi xin mời tiến sĩ Quang, tiến sĩ Huyền sẽ cùng chia sẻ với bạn. Các bác sĩ mời tiến sĩ Quang trước. Tế bào gốc là những tế bào nằm trong tủy xương. Thế và cái tế bào gốc thì sẽ khi mà chúng ta điều trị hóa chất thì ảnh hưởng đến các tác dụng phụ, có thể ảnh hưởng đến các cái tế bào máu, gây làm giảm các tế bào máu. Thì với những cái trường hợp nhất định thì cái kích thích cái tế bào gốc hoặc là kích thích những cái tế bào non ở tủy xương sẽ giúp cho cái việc là khắc phục các cái tác dụng phụ của quá trình điều trị hóa chất, giúp cho bệnh nhân đỡ các cái tai biến biến chứng. Đấy là các cái chỉ định chung. Thế còn trường hợp của bạn thì khi đã điều trị xong thì cơ bản là chúng ta cũng không có cái chỉ định đó. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Quang. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi của bạn Vũ Thị Chi. Bác sĩ cho cháu hỏi, cháu có u ở ngực, nặn ra mủ, chỉ cần chạm vào là đau. Cháu rất lo lắng. Bác sĩ cho cháu hỏi dấu hiệu như vậy có nguy hiểm không ạ? Liệu có phải là bị ung thư vú hay không? Xin bác sĩ tư vấn giúp cháu. Cháu xin được cảm ơn. Và với câu hỏi của bạn Vũ Thị Chi thì chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn. Vâng ạ. Xin chào bạn Chi. Thì với các cái dấu hiệu mô tả ra dịch mủ ở vú cũng như là có dấu hiệu đau, thế thì cũng trên các cái phương tiện truyền thông chúng ta cũng đã nói rất là nhiều đến các cái dấu hiệu sớm cũng như là cái dấu hiệu muộn của bệnh nhân ung thư vú. Thì các cái dấu hiệu sớm như là bệnh nhân thông thường, các cái dấu hiệu mà bệnh nhân có thể đến viện, khiến bệnh nhân đến viện để khám bệnh, 80% đó là tự sờ thấy khối u ở vú. Ngoài ra những các cái dấu hiệu khác như là tụt núm vú hoặc là những cái thay đổi cái hình dạng ở vú, hoặc là tự phát hiện ra những cái vết đỏ hoặc là những cái thay đổi da, màu sắc da ở vùng vú, mà đặc biệt là chúng ta cũng quan sát thấy là cái sự không cân xứng giữa hai bên vú về hình dáng, về kích thước cũng như là về màu sắc. Đấy, thì ngoài ra còn có những cái dấu hiệu như là chảy dịch đầu vú hoặc là chảy máu đầu vú, và cũng có những cái trường hợp mà tự người bệnh phát hiện ra có cái hạch ở vùng hố nách. Đấy, là sau đó thì bệnh nhân đến khám và đã phát hiện ra những cái khối u vú mà đã có di căn hạch nách. Thế thì cái mô tả của bạn là có chảy mủ vú, thì cái này nó cũng không rõ là từ đầu núm vú hay là từ một cái ổ ở trên cái cả cái tuyến vú đó. Đấy, thì tuy nhiên thì theo ý kiến của tôi thì tôi thấy là cái triệu chứng như là chảy mủ ở vú và có kèm theo đau như vậy thì bạn cũng nên đến cái cơ sở chuyên khoa về ung thư cũng để khám chẩn đoán phân biệt. Nó có thể là một cái viêm thôi, hoặc có thể là cái áp xe vú, hoặc cũng có thể là cái lao vú, hoặc là cũng có những cái trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp ở đây, đó là bệnh nhân tự phát hiện ra cái khối u ở vú nhưng mà sợ không đến điều trị và đắp lá, sau đó thì cái khối u đấy nó vỡ loét ra và nó cũng có chảy mủ ở vú ra như vậy. Thế thì trong cái trường hợp này, và đặc biệt nữa là bạn cũng chưa có những cái thông tin thông thường, những cái trường hợp chảy mủ hoặc là viêm áp xe tuyến vú thì nó cũng thường xảy ra đối với những cái người mà đang cho con bú, có cái tiền sử tắc tuyến sữa chẳng hạn. Thế thì với những cái thông tin như vậy thì tôi cũng không có nghĩ nhiều đến là ung thư vú. Tuy vậy thì với các triệu chứng như chảy mủ cũng như là đau ở vùng vú như vậy thì bạn cũng nên đến các cái cơ sở chuyên khoa về ung bướu để được khám, để loại trừ những các bệnh khác. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Liên tục nhận được các câu hỏi tư vấn quý vị gửi về cho chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Phan Thị Thanh Thuận.
câu hỏi như sau. Tôi bị ung thư vú đã được bác sĩ Lê Hồng Quang, bác sĩ Lê Hồng Quang đang ngồi đây, trưởng khoa ngoại vú mổ tháng 6 năm 2018. Sau mổ tôi điều trị ở khoa điều trị A, bệnh viện K Tân Triều. Bác sĩ điều trị cho tôi đã truyền 6 lần hóa chất, 25 mũi xạ và 18 lần truyền đích. Mũi đích cuối cùng là ngày 25 tháng 12 năm 2019. Vì bị u phổi, tôi phải phẫu thuật. Từ đó đến nay tôi đã được bác sĩ cho truyền hóa chất điều trị đại tràng di căn phổi 9 trên 12 lần. Tôi muốn hỏi bác sĩ, một là việc điều trị ung thư vú như truyền thuốc đích Herceptin của tôi như thế đã được chưa hay cần phải thay đổi phác đồ nào khác nữa? Việc truyền thuốc đích như thế này thì khả năng tái phát hay di căn của tôi sẽ thế nào ạ? Thứ hai là tôi đang điều trị hóa chất đại tràng di căn phổi thì việc theo dõi bệnh ung thư vú như thế nào để có kết quả điều trị ung thư vú trong lúc đang truyền hóa chất điều trị ung thư đại tràng? Tôi rất lo lắng về bệnh tình của tôi vì bị nhiều bệnh ung thư như thế này. Rất mong các bác sĩ tư vấn. Cảm ơn các bác sĩ nhiều. Với câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ chia sẻ với bạn Phan Thị Thanh Thuận. Vâng ạ, xin chào bạn Thuận. Mắc một cái bệnh ung thư thì cũng đã là rất là hiếm và cũng rất là gây lo lắng rồi. Thế thì chúng tôi cũng rất hết sức chia sẻ với bạn bởi vì là không những mắc một bệnh ung thư còn mắc hai bệnh ung thư. Thế thì lần lượt này để trả lời các cái câu hỏi của bạn cũng như cũng sẽ có một cái câu hỏi, một số những các cái câu hỏi để làm rõ thêm những cái thông tin ở trong cái phần câu hỏi của bạn để cho giúp cho chúng tôi có thể tiếp cận được với những cái thông tin nó chính xác hơn để tư vấn được đầy đủ hơn. Thứ nhất là trong cái phần đầu tiên thì bạn có nói đến là mình đã bị ung thư vú và cũng đã được điều trị phẫu thuật rồi hóa chất rồi xạ trị 25 mũi và điều trị đích là 18 mũi. Thế thì tôi cũng hình dung ra được là bệnh bạn được chẩn đoán ung thư vú và có cái thể HER2 dương tính. Thì gần như là các cái phương pháp điều trị ung thư trong đấy là cho ung thư vú là cũng đã được bạn cũng đã được áp dụng hết rồi đấy, về phẫu thuật rồi hóa chất rồi xạ trị rồi và điều trị đích, còn chưa nói đến là có điều trị nội tiết hay không thôi. Thế thì khả năng của bạn là thụ thể nội tiết âm tính cho nên là các bác sĩ đã không chỉ định điều trị nội tiết. Và với cái thể bệnh như vậy thì các cái phương pháp đã áp dụng và điều trị và cũng đã một cái liệu trình như thế là rất là đầy đủ và tối ưu cho bệnh ung thư vú rồi. Đấy thì bạn hoàn toàn yên tâm về cái vấn đề phác đồ và điều trị cho bệnh ung thư vú. Thế còn sang cái vế thứ hai, đấy thì trong cái câu hỏi của bạn thì có nêu lên là có một cái khối u ở phổi, đúng không ạ? Vâng, có cái khối u ở phổi, nhưng sau khi cắt cái khối u ở phổi thì ở dưới lại nói là lại điều trị cho ung thư đại tràng, đấy, di căn phổi. Thế như vậy thì chúng tôi cũng có một số những cái câu hỏi ngược lại cho bạn. Đấy, đó là cái ung thư đại tràng này phát hiện từ bao giờ? Vì ung thư vú thì mới kết thúc điều trị tháng 12 năm 2019 thôi. Đấy, thì cái ung thư đại tràng này xuất hiện từ bao giờ? Với thứ hai nữa đó là cái mình đã xử lý điều trị cái gì cho ung thư đại tràng? Đấy, và cái ung thư phổi này là phẫu thuật để lấy cái khối u ra và đã xét nghiệm. Vì chúng ta cũng phải hiểu là kể cả ung thư vú cũng có nguy cơ tái phát di căn phổi, ung thư đại tràng cũng có nguy cơ tái phát di căn phổi. Thế như vậy thì một cái khối u ở phổi này liệu nó là di căn từ vú tới hay là di căn từ đại tràng tới thì các bác sĩ chúng tôi trong những trường hợp rất khó như thế này cũng phải hết sức cân nhắc để làm sao chẩn đoán chính xác nhất là bệnh ung thư vú di căn hay là ung thư đại tràng di căn. Thì chúng tôi cũng chưa có cái thông tin là bị bệnh ung thư đại tràng từ bao giờ hay là sau khi điều trị ung thư vú xong mới phát hiện ra ung thư đại tràng di căn phổi. Thì đặt giả thiết như cái tình huống là sau khi đó mình mới phát hiện ra cái ung thư đại tràng di căn phổi thì có nghĩa là ung thư đại tràng nó cũng đã xuất hiện trong cái quá trình trước hoặc là trước đó, trước khi mà mình phát hiện ra ung thư vú hoặc là trong cái quá trình điều trị ung thư vú thì cái khối ung thư đại tràng nó cũng đã xuất hiện rồi. Thế thì nếu mà các bác sĩ đã khẳng định là cái khối di căn phổi ấy mà nó là từ đại tràng, thế thì cái việc mà điều trị cắt cái khối u nguyên phát từ đại tràng kèm theo vết hạch cũng như là việc cắt cái tổn thương ở phổi đấy nó cũng đã là một cái điều trị triệt căn cho bạn. Đấy, và sau khi đã cắt được triệt căn như thế này đấy, thì cái việc điều trị hóa chất bổ trợ cho ung thư đại tràng sẽ được hoàn tất và thông thường là trong vòng 6 tháng. Thế còn lại là khi mà mình
mình có hai cái ung thư như vậy thì mình sẽ phải có phải khám và có phải làm những cái xét nghiệm sâu hơn hay không. Thế thì thực tế mình đều có chung một cái là cũng phải sau khi kết thúc điều trị cả hai ung thư thì mình cũng phải khám định kỳ để phát hiện xem có tái phát di căn không, và mình cũng phải để ý đến cả hai ung thư này. Ví dụ như là đối với ung thư vú chẳng hạn thì cũng phải khám hết, đi khám bác sĩ định kỳ. Những năm đầu tiên thì 3 tháng một lần, các năm sau, sau 2 năm thì 6 tháng một lần, và sau nữa thì là 1 năm một lần. Đấy là những cái thống nhất chung là như vậy. Thế còn tùy tình huống cụ thể thì mình có thể đến khám khám định kỳ bất cứ lúc nào. Thế còn những cái khám thì đều phải bao quát hết cho cả những cái khối u ở vú cũng như là khối u ở đại tràng. Ví dụ như ở vú thì có thể cũng phải kiểm tra tại chỗ, kiểm tra cả vú bên đối diện và kiểm tra các cái hệ thống hạch liên quan đến tuyến vú. Còn đối với ung thư đại tràng thì cũng phải một năm thì cũng phải soi lại đại tràng một lần. Đấy, còn ngoài ra những các cái chụp phổi hoặc là siêu âm ổ bụng nói chung thì nó cho cả hai ung thư. Đấy, và chúng ta cũng làm thêm các xét nghiệm marker cho cả ung thư vú và cả ung thư đại tràng. Đấy, như vậy thì trường hợp này cũng rất là khó. Đấy, chúng tôi cũng mong muốn là được tư vấn trực tiếp. Đấy, nếu như mà bạn có dịp mà đến bệnh viện thì có những cái thông tin cụ thể hơn từ hồ sơ bệnh án, từ thẻ ra viện thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng được tiếp đón bạn và để trả lời trực tiếp những cái câu hỏi cho bạn để đằng sau cái tư vấn nó sát với cái tình hình thực tế của bạn hơn ạ. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một các câu hỏi trực tuyến, câu hỏi của bạn Nguyễn Hoa. Và với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Hoa. Câu hỏi như sau: em bị ung thư vú đã cắt bỏ vú trái giai đoạn 2, hóa xạ trị giờ đã ổn định được 2 năm. Em mong muốn tái tạo lại vú trái, xin bác sĩ tư vấn là có ảnh hưởng đến tái phát hay không, và nên sử dụng tái tạo là độn hay là dùng vạt bụng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được kính mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Hoa câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất thiết thực cho chị em phụ nữ đã điều trị ổn định mình ung thư vú. Như chúng ta đã biết, ung thư vú hiện tại thì có cái tỷ lệ chữa khỏi rất khả quan. Thế và cái mục tiêu của các bác sĩ hiện nay là không chỉ chữa khỏi và còn phải làm sao để cho người bệnh có cái chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thì với trường hợp của bạn thì đã được điều trị khỏi theo dõi ổn định 2 năm thì đây là cái thời điểm rất là lý tưởng để mà chúng ta có thể cân nhắc các cái giải pháp tái tạo để làm sao mình duy trì và nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Hiện tại tại bệnh viện K thì chúng tôi làm các cái phẫu thuật tái tạo cho phụ nữ mắc ung thư vú thường xuyên, có thể là chúng tôi làm ngay một thì trong mổ điều trị ung thư vú hoặc là điều trị tái tạo thì hai cho những bệnh nhân mà đã điều trị theo dõi ổn định. Thì cái tái tạo cho bệnh nhân ung thư vú đã cắt bỏ thì sẽ có cơ bản là có các cái giải pháp sau đây. Thứ nhất là giải pháp dùng túi độn, tức là chúng ta dùng cái túi silicone đã được định hình chuẩn để mà đặt vào thay thế cho cái tuyến vú đã bị cắt bỏ để tạo hình cái tuyến vú mới. Thế và sau đó thì sẽ tái tạo cái núm vú và quầng xăm cái quầng vú để tạo cái hình dáng và cái hình thái tự nhiên. Cái phương án thứ hai là chúng tôi sử dụng các cái chất liệu của cơ thể, thí dụ như cái vạt cơ lưng, tức là ở phía sau lưng của người phụ nữ. Đấy, thế và đưa lên, xoay lên đằng trước để tái tạo cái tuyến vú. Thế và cái phương án này thì có thể là có hoặc là không kèm theo cái việc đặt túi độn. Thế cái phương án thứ ba là chúng tôi sử dụng cái vạt cơ thẳng bụng. Đấy, tức là sử dụng các cái da cơ mỡ thừa, và đặc biệt là phụ nữ ở cái tuổi ngoài 30-40 trở ra, nhất là những chị mà đã có sinh nở và có những cái nhiều các cái mô mỡ nó đọng ở vùng bụng, thì sử dụng cái vạt da cơ thẳng bụng có thể tái tạo khá là hoàn chỉnh cho cái tuyến vú và cũng giúp làm thon gọn cái vòng bụng. Thế và đặc biệt là với những trường hợp chị em mà có cái tuyến vú lành mà xa trễ hoặc là lép thì chúng tôi cũng có thể phẫu thuật tạo hình 3 trong 1 để mà làm
vừa tạo hình cho cái tuyến vú bên ung thư, vừa tạo hình cho cái tuyến vú bên lành và vừa tạo hình cho cái vị trí thành bụng. Thì với hàng loạt các cái kỹ thuật mà chúng tôi đã làm chủ thì sẽ có rất nhiều các cái phương án lựa chọn các cái giải pháp cho từng người bệnh cụ thể. Thế thì để quyết định là lựa chọn phương án nào, giải pháp phẫu thuật nào thì chúng tôi cần phải khám rất là chi tiết, cụ thể, mình phải đo đạc từng ly từng tí một và căn cứ vào cái tình trạng của người bệnh cụ thể cũng như là cái mong muốn của từng người bệnh để mà bác sĩ sẽ đưa ra cái quyết định mình sẽ lựa chọn phương án nào. Thì cũng rất mong là khi mà chị lên khám lại định kỳ thì chúng tôi cũng sẽ được tư vấn trực tiếp. Thì có thể là hiện tại bệnh viện K cũng đã có cái phòng khám tư vấn riêng về tạo hình vú, hoặc là chị cũng có thể khám trực tiếp ở trên khoa để nhận được cái sự tư vấn trực tiếp của bác sĩ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang. Các vấn đề tư vấn quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh của bệnh viện K 1900886684, và chúng tôi cũng có thể là chuyển các cái câu hỏi về tư vấn về phẫu thuật, tư vấn về tạo hình của quý vị cho các bác sĩ ở khoa ngoại vú của bệnh viện K để có thể tư vấn trực tiếp cho quý vị. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các câu hỏi trực tuyến. Câu hỏi của bạn Minh Anh. Chào các bác sĩ, em bị ung thư vú thể tiểu thùy xâm nhập, đã di căn hạch thể nội tiết. Các bác sĩ có thể giải thích thể tiểu thùy khác với thể ống là như thế nào ạ? Em cũng không hiểu các cái chuyên môn như thế này. Vâng, xin mời với câu hỏi bạn Minh Anh thì chúng tôi xin được kính mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn. Vâng, xin chào bạn Minh Anh. Thế thì cái này đi sâu vào các cái thể mô bệnh học của ung thư vú. Trước kia thì chỉ có một cái khái niệm đơn giản là ung thư hay là không ung thư. Thế thì với cái sự tiến bộ của ngành giải phẫu bệnh thì đối với ung thư vú người ta cũng phân ra những các cái típ nhỏ ấy, và ngày nay còn tiến bộ về sinh học phân tử, người ta còn phân ra những cái típ nhỏ hơn ấy, dựa vào những cái đặc điểm về bộc lộ những các cái yếu tố sinh học của cái khối u ở vú. Thì đối với lại thể mô bệnh học thì phần lớn khoảng 80% các bệnh nhân là ở cái thể ống. Thế còn lại khoảng 20% gồm có thể tiểu thùy, thể tủy, thể không biệt hóa, thể nhú, thể vi nhú và một cái số các thể khác nữa. Thế thì đối với lại những các cái ung thư mà có cái thể tiểu thùy như thế này thì các tế bào ung thư nó xuất phát từ những cái tiểu thùy ở trong cái tuyến vú. Đấy, và đối với lại thể tiểu thùy thì có cái đặc điểm khác gì so với các thể khác hay không, và chắc bạn cũng sẽ quan tâm đến cái việc là mình có những cái thể mình bị mắc ung thư mà nó ở cái thể nó không giống như nhiều người khác, trong 80% những người khác, thì cũng sẽ đặt cái câu hỏi là cái tiên lượng của mình so với các cái thể khác thì nó như thế nào. Thế thì đặc điểm, một số những cái đặc điểm của thể tiểu thùy nó cũng khác với lại cái thể ống, tức là phần lớn những cái trường hợp tiểu thùy thì người ta thấy có cái thụ thể nội tiết nó dương tính, tức là cái tỷ lệ thụ thể nội tiết ở bệnh nhân tiểu thùy nó cao hơn so với lại thể ống. Thế còn về tiên lượng thì nói chung là nó cũng không có cái sự khác biệt nhiều so với các thể nói chung khác. Thì cũng xin nhờ tiến sĩ Quang có bổ sung thêm các cái câu trả lời này. Vâng, câu hỏi của bạn thì cũng liên quan đến các cái kiến thức chuyên ngành sâu. Nhưng mà để cho dễ hình dung thì chúng tôi cũng có thể dẫn ra một cái ví dụ nó khá là nôm na để chúng ta có thể hiểu được. Tức là trong cái cấu trúc tuyến vú của người phụ nữ thì chúng ta hình dung dưới cái làn da đó thì sẽ có khoảng 15 cho đến 20 các cái thùy tuyến. Thế và mỗi thùy đấy thì lại chia nhỏ ra làm các cái tiểu thùy. Thế và sau đó thì các cái nang tuyến, thế và ở các cái nang tuyến tức là nó sẽ hình thành như các cái túi đấy, thế và ở các cái nang thì sẽ làm những nhiệm vụ tiết sữa và dần dần thì tập hợp vào các cái ống tuyến để trở về cái quy tập tại chỗ cái đầu núm vú. Thế thì ung thư thể ống thì tức là những cái ung thư mà nó xuất hiện ở các cái ống của tuyến vú. Thế còn ung thư thể tiểu thùy thì nó sẽ xuất hiện ở tiểu thùy. Thế và như tiến sĩ Phùng Thị Huyền đã trao đổi thì cái tỷ lệ thụ thể nội tiết nó hơi cao hơn. Thế đấy nó là một cái nét riêng của cái ung thư thể tiểu thùy. Thế và rõ ràng là với
cái thủ thể nội tiết dương tính thì sau này cái việc điều trị thì sẽ có các biện pháp điều trị nội tiết đối với những trường hợp ung thư này. Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang và tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Chúng ta sẽ liên tục tới các câu hỏi về trực tuyến mà quý vị liên tục gửi về cho chương trình của chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Liên Nguyễn. Câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Phùng Huyền sẽ tư vấn cho bạn. Tôi bị cao vú T1N0M0 giai đoạn 1, bộ 3 dương tính. Đã phẫu thuật tái tạo điều trị nhắm trúng đích kết hợp với hóa trị 6 đợt và đã điều trị xong từ cuối năm 2018. Hiện tôi đang uống thuốc điều trị nội tiết. Vậy nguy cơ tái phát có cao hay không? Và chế độ ăn uống thì như thế nào, thưa bác sĩ? Chúng tôi xin mời tiến sĩ Phùng Huyền sẽ tư vấn cho bạn Liên Nguyễn câu hỏi này. Vâng ạ. Xin chào bạn Liên Nguyễn. Trước hết là xin cũng chúc mừng bạn. Đấy là bạn cũng mặc dù là mắc bệnh ung thư nhưng mà ở giai đoạn rất là sớm, T1N0M0 phải không ạ? Vâng, giai đoạn rất là sớm. Và hai nữa đó là bạn cũng đã được áp dụng cái phương pháp điều trị chuẩn và cũng đã tối đa. Đấy, cũng đã có phẫu thuật này, đã có hóa trị này và cũng đã có điều trị đích và điều trị nội tiết. Như vậy là những cái phương pháp chuẩn và hiện đại nhất trong cái điều trị ung thư vú thì cũng đã được áp dụng cho bạn rồi. Như vậy thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm. Bởi vì với ở cái giai đoạn rất sớm như thế này, điều trị bài bản như vậy thì cái nguy cơ tái phát rất là thấp, cái khả năng mà tái phát dưới trên tại thời điểm 5 năm ấy, cái khả năng tái phát là dưới 5%. Đó. Thì bạn cũng hoàn toàn yên tâm và cũng mong là bạn cũng tiếp tục đi khám định kỳ. Mặc dù là tiên lượng thuốc như vậy nhưng mà mình cũng đừng có quên là việc là phải dùng thuốc nội tiết đều đặn cũng như là đi khám định kỳ để các bác sĩ theo dõi, chẳng may mà có tái phát thì cũng phát hiện ra sớm. Vết đỏ trên ngực. Có vết đỏ này nhỉ? Chắc tại mình kỳ mạnh quá đây. Lại còn tắm nước nóng nữa nên nó mới đỏ ửng lên. Cứ tưởng bị chảy da. Tháng sau là sinh nhật em rồi. Hai mẹ con có muốn một chuyến du lịch biển không? Quá được. Chắc là Ben sẽ thích lắm đấy. Biểu hiện của ung thư vú. Nổi hạch, tiết dịch, núm vú tụt vào trong, vú bị sưng đỏ. Mình không có những biểu hiện này, vậy chắc là do da mình bị kích ứng thông thường thôi. Ung thư vú á? Sao lại đọc về cái này? Chị đến rồi ạ? Không có gì đâu chị, em tìm hiểu thêm kiến thức thôi mà. Ừ, bây giờ ung thư nhiều, ai cũng lo lắng về nó cả. Mới hôm qua thôi, bạn học cũ của chị gọi điện báo bị ung thư cổ tử cung em ạ. Khổ thân, phát hiện bệnh xong, chồng bỏ luôn. Ôi trời ơi, thật thế ạ? Tội nghiệp chị ấy quá. Chị ơi, da ở vùng ngực của em tự nhiên có vết đỏ, không sưng đau gì cả. Chị xem cho thuốc em bôi với. Chị có bị ngứa không? Không, chỉ hơi rát chút thôi. Vậy có thể là chị bị viêm da quanh vú. Bệnh này cũng hay gặp ở chị em phụ nữ. Là viêm da thông thường thôi. Để tôi lấy cho một ít thuốc bôi và kháng viêm. Về uống khoảng một tuần là khỏi. May quá, cảm ơn chị. 10 ngày sau. Gần một tháng rồi. Sao vết đỏ này vẫn như vậy nhỉ? Chẳng lẽ... Anh này, ngực em... Chờ anh chút nhé, sếp anh gọi. Mới hôm qua thôi, bạn học cũ của chị gọi điện báo bị ung thư cổ tử cung em ạ. Khổ thân, phát hiện bệnh xong, chồng bỏ luôn. Em ngủ chưa? Anh cho Ben đi học giúp em có việc phải đi sớm. Chị thực sự bình tĩnh nhé. Theo kết quả thăm khám và chụp chiếu, thì chị có thể bị cao vú ở giai đoạn 2 hoặc 3 rồi. Bây giờ chị phải nhập viện để làm thêm xét nghiệm. Sau đó sẽ tiến hành điều trị ngay. Chị yên tâm, tin tưởng vào chúng tôi. Ung thư vú phát hiện giai đoạn sớm hiện nay chữa khỏi với tỷ lệ rất cao.
Anh ơi. Sao thế em? Có gì em nói nghe đi. Anh ơi, em bị ung thư vú. Em đang ở đâu? Nhắn cho anh tới ngay. Tôi vẫn không hiểu tại sao vợ tôi sinh hoạt ăn uống rất điều độ, khoa học mà vẫn mắc bệnh ung thư được. Ung thư vú cũng không hẳn là do ăn uống hay sinh hoạt. Nguyên nhân ung thư vú phần lớn chưa được biết, có 10% liên quan đến di truyền. Vấn đề là các chị em phải chủ động đi khám hoặc tự trang bị kiến thức cho mình, tự khám cho mình trước thì mới phát hiện ra bệnh sớm được. Phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi rất nên tự khám vú cho mình hàng tháng và nên đi khám tầm soát để phát hiện ung thư vú. Đó là cách nhanh nhất để kiểm soát sức khỏe. Tôi đã thử tự khám và cũng thấy hơi gợn tay, nhưng lại nghĩ đó chỉ là một vết côn trùng đốt. Có lẽ tôi đã quá chủ quan. Dù sao, chị cũng được phát hiện ở giai đoạn chưa phải là quá muộn. Hãy yên tâm điều trị theo phác đồ và có thể điều trị khỏi được. Vấn đề còn lại là tinh thần của chị. Chị phải mạnh mẽ, lạc quan lên nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mấy hôm đứa ổn định đâu vào đấy, anh cho Ben vào viện thăm em. Rồi em cũng sẽ về nhà chơi với con. Em sẽ ổn thôi. Công ty anh có một cô cũng bị ung thư vú mà khỏi được 15 năm rồi đấy. Thật thế hả anh? Ừ, nên em đừng lo lắng nhiều nhá. Vững vàng lên em, dù có chuyện gì, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho em. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tư vấn trực tuyến, và quý vị đừng rời bỏ màn hình của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình tư vấn trực tuyến với các câu hỏi mà quý vị đang gửi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Hương, câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ Quang, năm nay em 29 tuổi, thỉnh thoảng có thấy nhói ở ngực, nhất là thời điểm giữa và gần đến kỳ kinh. Em có đi siêu âm 2 đến 3 lần trong năm vừa qua thì kết quả lúc đầu có mang kích thước là có nang kích thước là 5 mm. 3 tháng sau em đi siêu âm lại thì không có gì bất thường. Em cũng hơi băn khoăn vì không biết như vậy có phải dấu hiệu ung thư vú hay là nang sinh lý. Nguyên nhân gây nên là do đâu ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Quang sẽ tư vấn cho bạn Mai Hương câu hỏi này. Cảm ơn câu hỏi của bạn Mai Hương. Tuyến vú là tuyến đích của các cái nội tiết tố của buồng trứng. Điều đó có nghĩa là khi mà cái nội tiết tố của buồng trứng tiết ra hàng tháng thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến cái cấu trúc, cái mật độ cũng như cái cảm giác của cái tuyến vú người phụ nữ. Điều đó chúng ta có thể cảm nhận khá rõ với những phụ nữ còn trẻ, khi mà cái hoạt động nội tiết còn mạnh thì đầu chu kỳ kinh nguyệt với cả cuối chu kỳ kinh nguyệt thì cái mật độ, cái cảm giác của tuyến vú nó hoàn toàn nó khác nhau. Thì đó là lý do tại sao mà có thể khi ở thời điểm này bạn siêu âm thì phát hiện thấy tổn thương, nhưng mà đến thời điểm khác thì lại không thấy tổn thương đấy nữa. Thì đó là cái vấn đề nó hết sức là bình thường. Và cũng từ đó thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng về một cái tổn thương ở một cái thời điểm nhất thời. Nếu nhưng mà qua các chu kỳ kinh nguyệt khác nhau nó xuất hiện hoặc nó biến đổi thì nó cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu các cái tổn thương nghi ngờ mà nó tồn tại, nó dai dẳng, liên tục và có xu hướng tăng dần thì đấy là những tổn thương mà nghi ngờ, chúng ta cần phải có các cái biện pháp đánh giá kỹ hơn để xác định cái bản chất của tổn thương. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Quang. Và cũng xin được thông báo với quý vị, quý người bệnh, người nhà người bệnh cũng như người dân quan tâm, các tập thể cá nhân có nhu cầu khám sàng lọc ung thư đối với bệnh viện ca thì có thể liên hệ với tổng đài tư vấn và hỗ trợ người bệnh của chúng tôi là 1900 88 6684. Và cũng xin được thông báo với quý vị là bệnh viện ca của chúng tôi có 3 cơ sở, và cơ sở thứ nhất là cơ sở tại 43 Quán Sứ, và cơ sở này hiện đang đã dừng hoạt động về phục vụ công tác cải tạo nâng cấp bệnh viện, và cơ sở chúng tôi đã chuyển từ khám nghiệm Quán Sứ 43 Quán Sứ sang số 9A 9B Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngay gần nhà hát lớn.
Quý vị có thể là đến trực tiếp cơ sở bệnh viện ca, cơ sở 9A, 9B Phan Chu Trinh. Chúng tôi xin nhắc lại đây là cơ sở hoạt động chính thức của bệnh viện ca, và bệnh viện ca không có phối hợp với tất cả các cái đơn vị nào khác ở cơ sở này. Đây là cơ sở chính thức của bệnh viện ca. Vì theo cái thói quen thì rất nhiều quý vị vẫn đến là cơ sở 43 Quan Sứ để khám chữa bệnh về ung thư. Thì chúng tôi vẫn bố trí những cái xe ô tô để chúng tôi đưa quý vị từ 43 Quan Sứ sang cơ sở 9A, 9B Phan Chu Trinh để khám bệnh. Tuy nhiên hiện nay cơ sở 43 Quan Sứ thì cũng có rất nhiều các cái cò mồi đứng ở phía ngoài của cổng bệnh viện để có thể là hướng dẫn cũng như đưa quý vị rằng đến những cơ sở khác của họ. Thì chúng tôi cũng xin được những chương trình này chúng tôi cũng liên tục thông báo với quý vị là bệnh viện ca ở 43 Quan Sứ chúng tôi đã dừng hoạt động từ tháng 12 và chúng tôi đang chuyển sang là chỗ bệnh viện ca cơ sở 9A, 9B Phan Chu Trinh, Hà Nội. Cơ sở thứ hai của bệnh viện ca là cơ sở Tam Hiệp, nằm ở xã Tam Hiệp của huyện Thanh Trì, Hà Nội. Và cơ sở 3 hiện nay là trụ sở chính của bệnh viện là bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, số 30 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Thì xin được giới thiệu với quý vị các cơ sở của bệnh viện ca để quý vị có thể liên hệ đến, hoặc là có thể quý vị có thể là liên hệ qua tổng đài hỗ trợ chăm sóc người bệnh của chúng tôi 1900 886684 để có thể được hướng dẫn cũng như tư vấn khám sàng lọc ung thư, cũng như là chúng tôi có thể liên hệ với các chuyên gia, các bác sĩ của bệnh viện ca có thể giải đáp các câu hỏi của quý vị trong quá trình khám và điều trị, cũng như là quan tâm về công tác về phòng chống ung thư. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ đến với các câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Hương, và với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được kính mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Hương. Câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi là bệnh nhân ung thư vú, năm nay là 44 tuổi. Chẩn đoán ca vú trái T1N1M0, ung thư biểu mô thể ống xâm lấn độ 2, N1/4 dương tính, đã phẫu thuật cắt buồng trứng và vú trái năm 2014 và ra viện năm 2015. Tôi được cấp thuốc nội tiết bậc 1 uống đến bây giờ. Tôi muốn hỏi bác sĩ, tôi cần uống thuốc nội tiết đến khi nào và có cần chuyển sang thuốc nội tiết bậc 2 không? Tôi xin cảm ơn. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Hương câu hỏi này. Xin chào bạn Nguyễn Hương. Thì trước hết là cái quá trình điều trị ung thư vú của bạn thì với một cái chẩn đoán là ung thư vú T2N1M0, tức là ở giai đoạn 2B. Thế và mình cũng đã được điều trị nội tiết với tamoxifen 5 năm. Thì bạn cũng đã được cắt buồng trứng. Thì đối với những cái bệnh nhân mà đã được cắt buồng trứng thì liệu pháp điều trị nội tiết bổ trợ thì có thể dùng ngay từ đầu tamoxifen hoặc là điều trị nội tiết bậc 2. Thế còn sau khi mình đã dùng tamoxifen 5 năm rồi thì cái chỉ định mình có nên điều trị kéo dài tiếp cho đến 10 năm hay không? Thế thì đối với bệnh nhân ung thư vú mà giai đoạn 2B, nếu như trong quá trình điều trị nội tiết 5 năm vừa rồi mà mình cũng không có nhiều các tác dụng phụ cũng như những các cái cản trở khác trong quá trình điều trị, thế thì các bác sĩ cũng khuyên mình sẽ tiếp tục điều trị nội tiết cho đến đủ 10 năm. Với các cái nghiên cứu với thời gian điều trị 10 năm kéo dài thêm 5 năm nữa, dù là 5 năm là tamoxifen hoặc là 5 năm chuyển sang các thuốc nội tiết bậc 2 thì cũng đem lại cái hiệu quả về sống thêm nó tốt hơn so với cái việc đã dừng lại khi mà thời gian điều trị đủ 5 năm. Tuy nhiên thì khi mà mình có được những cái lợi ích về sống thêm khi điều trị kéo dài đến 10 năm như vậy thì mình cũng phải đối mặt với những cái tác dụng phụ. Ví dụ như mình dùng tamoxifen lên đến 10 năm thì cái nguy cơ ung thư nội mạc tử cung thì nó cũng sẽ cao hơn so với những người bệnh chỉ dùng đến 5 năm. Tuy vậy thì đây cũng là những các cái tác dụng không mong muốn mà mình cũng có thể theo dõi sát và kiểm soát được. Thì cũng sẽ trao đổi với các bác sĩ trong quá trình mình dùng để điều trị thuốc nội tiết cái thời gian từ 5 năm đến 10 năm để làm sao tự mình theo dõi các dấu hiệu bất thường từ phía nội mạc tử cung, như là có thể là ra máu âm đạo hay là đau vùng hạ vị vân vân. Đấy, và những các cái lần khám định kỳ đấy thì cũng sẽ phải chú ý kỹ càng hơn, chi tiết hơn đến những cái bề dày của nội mạc tử cung.
Còn nếu như mình chuyển sang cái thuốc nội tiết bậc 2 5 năm cũng được, tức là mình sẽ theo một cái liệu trình là 5 năm tamoxifen và 5 năm cái thuốc điều trị nội tiết bậc 2 thì hoàn toàn cũng có chỉ định. Thế tuy nhiên với cái thuốc điều trị nội tiết bậc 2 thì mình cũng vì chuyển sang cái thuốc nội tiết mới cho nên là có thể mình sẽ phải đối mặt với những các cái tác dụng phụ của cái thuốc nội tiết bậc 2, đó là những các cái triệu chứng về xương khớp có thể nó cũng nhiều hơn. Như vậy thì với cái trường hợp của bạn cũng nên duy trì tiếp tục điều trị nội tiết đến 10 năm. Thế còn 5 năm tiếp theo để bạn dùng tamoxifen hay là bạn dùng các thuốc AI thì nên trao đổi kỹ với các bác sĩ về vấn đề là tác dụng phụ, về vấn đề khả năng mà mình theo đuổi. Ví dụ như tamoxifen thì 3 tháng thì mới phải đi đến khám một lần. Thế còn cái thuốc nội tiết bậc 2 thì 1 tháng đến 1 lần. Thế cũng như là các cái chi phí điều trị cho cả một cái quá trình kéo dài như vậy. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với các câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn Đỗ Văn Thực. Và câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Đỗ Văn Thực. Câu hỏi như sau: chào bác sĩ, vợ em năm nay 31 tuổi, có đi khám ở bệnh viện tỉnh. Hai lần đầu bác sĩ cho chọc tế bào thì có kết quả là u xơ, kích thước là 3cm. Bác sĩ chỉ định mổ cắt bỏ khối u, nhưng khi cắt bỏ khối u xong có mang đi xét nghiệm mô thì thông báo vợ em bị ung thư vú phải, nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú phải và nạo vét hạch nách, xét nghiệm 7/7 âm tính. Hiện nay vợ em đã phẫu thuật được 2 tuần và đã ổn định sức khỏe. Gia đình em rất hoang mang về bệnh tật vì nó đến nhanh quá. Bác sĩ cho em hỏi, liệu bệnh của vợ em có tái phát hay không và có di truyền không, vì vợ chồng em có hai con gái. Thứ hai là, và trường hợp của vợ em có thể uống thuốc đích hay thay thế việc chuyển hóa chất hay không? Thuốc đích được áp dụng cho bệnh nhân như thế nào? Em xin cảm ơn bác sĩ. Với cái phần 2 thuốc đích được áp dụng như thế nào và điều trị nào thì tiến sĩ Phùng Huyền cũng đã chia sẻ với bạn ở những cái câu hỏi trước. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Đỗ Văn Thực câu hỏi này. Vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những lo lắng của bạn. Thì ở đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Thứ nhất là liệu bệnh của vợ em có tái phát hay không ạ? Thì cái tái phát di căn thì nó là cái đặc tính cố hữu và cũng là cái đặc tính nguy hiểm nhất của bệnh ung thư vú nói riêng và các bệnh ung thư nói chung. Thì cái nhiệm vụ của người bác sĩ trong bệnh viện là sẽ làm tất cả các cái công việc cần thiết để mà làm sao mình kiểm soát cái khả năng tái phát và di căn ở cái mức thấp nhất. Thế và cái hệ thống các cái biện pháp của các bác sĩ thì đối với điều trị ung thư vú thì bao gồm có điều trị phẫu thuật, điều trị tia xạ, điều trị hóa chất, điều trị nội tiết, điều trị đích, vân vân. Và tùy theo từng trường hợp cụ thể thì các bác sĩ sẽ quyết định là dùng những biện pháp nào và ở thời điểm nào để mà đạt được cái mục tiêu cao nhất là hạ thấp cái tỷ lệ tái phát của người bệnh. Thế còn cái câu hỏi thứ hai là cái ung thư vú thì có di truyền hay không? Thì câu trả lời là ung thư vú nói chung là có di truyền, nhưng mà cái tỷ lệ ung thư vú di truyền rất là thấp. Thế mà tại bệnh viện ca hiện nay thì chúng tôi có đội ngũ chuyên gia cũng như là các cái hệ thống máy móc để có thể phát hiện ra các cái gen mà gây di truyền ung thư vú từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thế và bên cạnh cái việc làm các cái xét nghiệm gen đó thì chúng tôi cũng có hệ thống các cái chuyên gia chuyên sâu cũng như là các cái bác sĩ lâm sàng có trình độ chuyên môn để mình có thể tư vấn các cái kết quả xét nghiệm cho người bệnh làm sao nó đầy đủ, nó chính xác nhất để chúng ta có thể có những cái thái độ, các cái bước đi nó phù hợp để theo dõi cái sức khỏe cho toàn thể gia đình. Thế còn vấn đề thứ ba là trường hợp của vợ em có thể uống thuốc đích thay thế việc chuyển hóa chất hay không? Thì có lẽ là cái nội dung của chương trình từ đầu cũng đã đề cập đến vấn đề này. Thì thuốc đích thì cũng có thể tính là một loại hóa chất. Thế nhưng mà khi mà chỉ định thuốc đích thì chúng tôi cũng sẽ phải làm các cái xét nghiệm về hóa mô miễn dịch, thậm chí là các phương pháp lai tại chỗ để xem là cái chỉ định bệnh nhân có cái chỉ định điều trị thuốc đích hay không. Thế và cái này thì nó cũng không thể thay thế các cái phác đồ điều trị hóa chất chung.
Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang. Không biết tiến sĩ Phùng Thị Huyền có muốn bổ sung tiếp về câu hỏi này không? Dạ, vâng ạ. Thì trong câu trả lời của tiến sĩ Quang cũng rất là đủ các cái ý. Tuy nhiên thì cũng xin chia sẻ thêm thôi ạ. Vì cái này nó cũng là tâm lý chung của nhiều người bệnh ung thư đến điều trị. Đó là mình rất là sốt ruột, rất là lo lắng. Sau khi mổ xong thì sẽ được điều trị tiếp theo như thế nào. Thì đối với lại trường hợp của vợ bạn thì với một cái ung thư vú ở lứa tuổi trẻ 31 tuổi, coi là rất là trẻ và cũng hiếm gặp các cái trường hợp ung thư vú ở cái lứa tuổi như thế này. Thế thì bạn cũng có nhắc đến cái yếu tố là bạn có hai cô con gái. Thì đối với những cái bệnh nhân mà ung thư vú trẻ, người ta cũng khuyến cáo cái việc cũng phải khám sàng lọc cho những cái sớm hơn, ở lứa tuổi sớm hơn cho những người ở trong gia đình, ví dụ như là chị em gái hoặc là cho các con gái sau này. Đấy, và khi mà chúng ta có làm được những các cái xét nghiệm về cái đột biến gen BRCA1, BRCA2 đó thì mình cũng khuyến cáo là có thể làm được trong những cái trường hợp này để kiểm tra xem là gia đình thì có mang hoặc là người bệnh có mang cái gen đột biến gen này hay không, bởi vì những cái đột biến gen này thì cũng có thể di truyền lại cho các cái con gái của mình. Thế tuy nhiên đó là những cái câu chuyện về sau. Thế còn trở lại với lại những các cái kế hoạch điều trị tiếp theo, thế thì cũng xin giải thích thêm để cho bạn cũng yên tâm. Đó là đối với ung thư vú giai đoạn sớm, theo bạn mô tả như thế này thì khả năng nó là giai đoạn sớm vì khối u kích thước cũng không lớn, cái hai nữa là có 7/7 hạch âm tính. Thế thì sau khi phẫu thuật xong, cái thời gian mà hồi phục sau phẫu thuật đó thì cũng là cái thời gian chờ đợi để cho chúng tôi cũng làm thêm các cái xét nghiệm, ví dụ như là kiểm tra xem là thụ thể nội tiết có dương tính hay không, H2 có dương tính hay không, rồi chỉ số tăng sinh tế bào u như thế nào. Đó thì sau khi mà có hết các cái yếu tố tiên lượng cũng như là yếu tố tham gia vào cái quá trình hình thành đến cái phác đồ điều trị hóa chất hay điều trị đích, điều trị nội tiết sau này, thì chúng tôi cũng sẽ giải thích với người bệnh và người nhà người bệnh để chúng ta có một cái kế hoạch tổng thể để điều trị. Thế còn về cái vấn đề điều trị đích thì tiến sĩ Quang cũng đã nói và tôi cũng đã có trình bày ở các phần ở trên. Tức là điều trị đích thì chúng ta áp dụng cho những bệnh nhân mà có yếu tố H2 dương tính. Thế thì trong tất cả các bệnh nhân ung thư vú thì cái tỷ lệ mà H2 dương tính nó cũng chiếm khoảng 20% thôi. Tức là 10 người thì có khoảng 2 người là có chỉ định điều trị với thuốc này thôi. Thế thì bạn cũng cố gắng đợi thêm một thời gian nữa, có thể là một tuần, thì cũng sẽ có được những các cái thông tin đầy đủ hơn về bệnh của vợ bạn. Lúc đó thì các bác sĩ cũng sẽ giải thích rất là cặn kẽ về cái phác đồ điều trị để cho gia đình yên tâm và phối hợp với các bác sĩ điều trị. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với các câu hỏi trực tuyến và cũng sẽ xin cảm ơn các bạn, quý vị khán giả đến mặc dù có trục trặc về sự cố mất điện nhưng mà đến chúng tôi vẫn đang nhận được liên tục các câu hỏi của quý vị đang gửi về cho chương trình. Câu hỏi của bạn Bạch Mai 9. Câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Bạch Mai 9 câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi bị ca vú đã phẫu thuật năm 2017 nhưng không phải hóa trị hay xạ trị mà chỉ uống thuốc nội tiết 3 tháng kiểm tra định kỳ một lần. Các bác sĩ cho tôi hỏi là không hóa trị, xạ liệu như vậy thì có bị tái phát hay không? Tôi cảm ơn. Vâng, đây cũng lại cũng là một cái câu hỏi mà các bác sĩ bệnh viện ca đã cũng được gặp rất nhiều, bởi vì phẫu thuật xong thì chỉ uống thuốc nội tiết thôi, không có thấy hóa trị xạ trị gì cả, mà trong khi thấy rất nhiều các bệnh nhân cũng là ung thư vú chẳng hạn thì còn sau đó còn hóa trị xạ trị, thì đây là một câu hỏi rất là thường gặp ở bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi xin được mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Mai 9 câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Nhìn chung thì các cái phương pháp điều trị ung thư thì bên cạnh cái tác dụng chính là điều trị bệnh thì cũng có những cái tác dụng phụ nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người bệnh. Ví dụ như là phẫu thuật thì cũng rất là những cái trường hợp mà ung thư giai đoạn muộn phải cắt rộng thì cũng gây ra nhiều những các cái tác dụng phụ, các cái biến chứng. Hóa chất thì cũng có thể gây rụng tóc, thế rồi là gây hạ bạch cầu vân vân. Thế rồi xạ trị thì có thể gây ra những cái biến chứng loét hoặc là bỏng da, hoặc là thậm chí là ảnh hưởng đến, ví dụ như xạ trị ung thư vú thì có thể ảnh hưởng đến một phần đến tim hoặc là phổi. Thế thì mặc dù là các cái kỹ thuật hiện đại ngày nay chúng tôi cũng đã cố gắng là làm sao mà giảm thiểu ở mức thấp nhất các cái tác dụng phụ, thế nhưng cái việc
quan trọng hơn là chúng ta phải chỉ định cho nó chính xác. Tại vì chỉ định chính xác thì chúng ta sẽ thu được nhiều lợi ích và chúng ta sẽ hạn chế được các cái tác dụng phụ không mong muốn. Thế ở trường hợp của bạn thì không phải hóa chất và cũng không phải xạ trị. Thì theo hình dung của chúng tôi là một cái trường hợp ung thư giai đoạn sớm và cái phân nhóm cũng như là cái thể ung thư rất là thuận lợi. Thế và các bác sĩ đã căn cứ vào cái hồ sơ bệnh án cụ thể cũng như là các cái xét nghiệm cụ thể để đưa ra cái phương án điều trị hợp lý nhất cho bạn. Thế và với trường hợp của bạn thì theo như những thông tin bạn nêu thì đã điều trị đến nay hiện tại là 3 năm. Thế và hiện tại là bệnh vẫn ổn định và vẫn đang tiếp tục điều trị nội tiết. Thì tôi thấy đó là những cái kết quả nó rất là khả quan. Thế và bạn cũng không nên lo lắng là tại sao mình không phải hóa chất, tại sao mình không phải xạ trị, và bạn yên tâm với cái liệu pháp điều trị nội tiết và nên tuân thủ các cái khám định kỳ cho nó đúng hạn và ăn uống hợp lý để tập sức khỏe. Xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang. Tiếp theo đây chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được các câu hỏi trực tuyến các bạn gửi về. Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Bình. Xin hỏi bác sĩ, có phải thuốc đích chỉ đáp ứng khoảng 50% trên bệnh nhân được điều trị phải không? Và làm thế nào để biết được thuốc có đáp ứng hay không? Và xin được cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Bình. Và chúng tôi xin được đề xuất tiến sĩ Phù Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Thanh Bình câu hỏi này. Vâng ạ, xin chào bạn Bình. Thì chắc là trong cái nội dung của cái buổi tư vấn ngày hôm nay về ung thư vú thì bạn Bình cũng muốn hỏi về cái thuốc đích của ung thư vú. Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều các cái thuốc đích cho các cái bệnh khác nhau. Đấy, và cái tỷ lệ đáp ứng cũng như hiệu quả của các thuốc đích này với từng bệnh nó cũng khác. Thế thì tôi cũng xin tập trung vào trả lời cái vai trò của cái thuốc đích trong cái điều trị ung thư vú. Như là cái phần trước tôi cũng có chia sẻ thì một trong những cái thuốc đích điều trị áp dụng đầu tiên ở Việt Nam đó là cái thuốc trastuzumab, và cho đến ngày nay thì cũng chưa có một cái thuốc đích nào khác áp dụng trong điều trị ung thư vú nó vượt qua được cái hiệu quả điều trị của cái thuốc trastuzumab. Thì chỉ định của trastuzumab thì có trong điều trị cho bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn. Đấy, đã được chính thức phê duyệt từ cách đây 22 năm. Đấy, và nó cũng đem lại cái hiệu quả rất là cao. Và cái thuốc trastuzumab đó khi mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn thì thông thường trong giai đoạn đầu là có phối hợp với lại hóa trị. Đấy, sau một cái thời gian khoảng từ 4 đến 6 tháng cái phác đồ phối hợp này đạt được đáp ứng thì sau đó sẽ duy trì thuốc đích đơn thuần hoặc là thuốc đích kết hợp với thuốc nội tiết. Thì từ những cái nghiên cứu ban đầu thì tùy theo cái phác đồ hóa chất mà phối hợp với cái thuốc trastuzumab này thì cái tỷ lệ đáp ứng nó lên khoảng 70-80%. Đấy, như vậy thì nó là vai trò chung của cả hóa chất, cả thuốc đích chứ không phải là cái vai trò của mình thuốc đích đơn thuần. Bởi vì người ta sẽ không sử dụng chỉ mình cái thuốc điều trị đích đơn thuần cho cái bệnh nhân ung thư vú tái phát di căn lúc đầu, mà chỉ sau phải phối hợp với lại hóa chất, sau đó một thời gian đạt được đáp ứng thì mới duy trì mình hóa chất đơn độc thôi. Đấy, như vậy thì gọi là cái hiệu quả, câu hỏi của bạn là cái hiệu quả của thuốc đích nó là 50% có phải không, thì thực sự là nó cũng không phải là như vậy. Đấy, và những cái nghiên cứu người ta thấy rằng cái tỷ lệ đáp ứng khi mà điều trị cho bệnh nhân ung thư vú di căn phối hợp cả hóa chất và thuốc đích thì nó lên đến 70-80%. Đấy, và sau đó thì có duy trì với thuốc đích đơn thuần. Thế còn lại cái trường hợp chỉ định thứ hai là chỉ định cho bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm, tức là bệnh nhân ung thư vú mà có thể phẫu thuật được. Đấy, thì tiến sĩ Quang đã phẫu thuật cắt bỏ khối u vú đi rồi. Thế sau đó thì xét nghiệm có xét nghiệm HER2 dương tính thì sẽ được chỉ định điều trị với thuốc trastuzumab bổ trợ, và cái thời gian chuẩn các bác sĩ đang áp dụng là 1 năm đối với thuốc trastuzumab và có cả kèm theo với phác đồ điều trị hóa chất. Thế thì đối với những cái trường hợp bổ trợ như thế này thì mình lại không đánh giá được đáp ứng giống như là trong trường hợp di căn, mà cái hiệu quả của cái phác đồ điều trị bổ trợ như này thì người ta phải theo dõi rất là dài. Đấy, cũng báo cáo là với các cái nghiên cứu về vai trò của thuốc trastuzumab trong cái điều trị bổ trợ, tức là điều trị bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm, người ta tổng kết trên khoảng trên 12.000 bệnh nhân ung thư vú được điều trị với cái thuốc điều trị đích này, thì người ta thấy rằng cái việc mà kết hợp hóa chất với cái thuốc trastuzumab so với chỉ dùng hóa chất đơn thuần trong phác đồ bổ trợ thì nó làm cải thiện, nó làm giảm được cái nguy cơ tái phát là 40%, và nó
cải thiện, giảm được cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân ung thư vú là 34%. Đây là những cái con số rất là ngoạn mục và cũng phải nói là rất may cho bệnh nhân ung thư vú đã có cái thuốc trastuzumab để điều trị khi mà có tế bào u có bộc lộ quá mức HER2 dương tính. Dạ vâng, xin được mời tiến sĩ Lê Hồng Quang. Ở đây thì trong quá trình chăm sóc cũng như theo dõi cho người bệnh thì chúng tôi cũng thấy một cái tâm lý cũng khá là phổ biến của người bệnh thể hiện qua cái câu hỏi của bạn. Thì vì là cái điều trị đích là cái chi phí cũng khá là lớn, thế cho nên là cái việc mà một bộ phận nhất định bệnh nhân của chúng ta phải cân nhắc các cái khía cạnh về tài chính để mình quyết định điều trị thì cũng là vấn đề thực tế. Thế thì cái con số 50 thì có thể dẫn đến 50% thì có thể dẫn đến cái liên tưởng đây có phải là một cái quyết định nó mang tính chất may rủi hay không, thì chúng tôi xin khẳng định là không. Tại vì tất cả các cái quyết định mà bác sĩ đưa ra, đặc biệt là quyết định điều trị đích, thì đều phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học nó chặt chẽ nhất và cao nhất. Thế và bản thân chúng tôi làm công tác ngoại khoa với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã được điều trị đích mà bác sĩ Huyền hoặc là các đồng nghiệp khác mà gửi sang chúng tôi, thì chúng tôi cũng chứng kiến những cái kết quả hết sức ngoạn mục, thậm chí là rất nhiều trường hợp bệnh nhân khi mà cái khối u cắt ra xét nghiệm trên kính hiển vi, xét nghiệm bằng giải phẫu bệnh thì hoàn toàn là tan hết, không còn bằng chứng về mặt vi thể. Đấy, bác sĩ khám đã không thấy rồi, nhưng mà soi trên kính hiển vi thì cũng hoàn toàn là khối u bay hết. Thì đấy là những cái kết quả nó hết sức ngoạn mục, và chúng ta hoàn toàn nên tin tưởng vào những cái thành tựu của khoa học. Thế tất nhiên là trong thực tế thì cũng có những cái một số trường hợp nhất định là có thể nó không đạt được cái đáp ứng hoàn toàn. Thế nhưng mà chúng ta vẫn có cái tỷ lệ mà đáp ứng tốt, nó chiếm đa số so với những cái trong số các trường hợp được điều trị đích. Cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang. Chúng ta vẫn đang liên tục gửi các câu hỏi tư vấn về cho chương trình. Câu hỏi của bạn Nga Hằng Đỗ. Em chào bác sĩ, em đang phẫu thuật truyền 8 mũi hóa chất tia xạ. Em không phải truyền đích và ra viện được 1,5 năm. Em đang uống nội tiết hàng tháng và tiêm thuốc Zoladex. Em năm nay 33 tuổi và chưa sinh con. Em muốn hỏi là sau khi kết thúc điều trị nội tiết em có thể sinh con được không ạ? Vâng, đây là một cái vấn đề được rất nhiều các chị em phụ nữ quan tâm trong quá trình điều trị về ung thư vú. Với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Hằng Nga câu hỏi này. Xin chào bạn Hằng Nga. Thế thì chúng ta cũng đã biết ung thư vú thì thường gặp nhiều hơn ở phụ nữ là trên 40 tuổi. Tuy vậy trong quá trình thực hành chúng tôi cũng gặp những cái bệnh nhân rất là trẻ. Cá nhân tôi cũng đã gặp những bệnh nhân 21 tuổi, 24 tuổi. Đấy, và ngay hiện tại đang trong tuần này cũng đã có một bệnh nhân 26 tuổi chưa có gia đình. Thì cái việc mà khi được chẩn đoán ung thư vú thì chắc chắn là chúng ta phải xác định là khi đã được chẩn đoán xác định chúng ta sẽ điều trị càng sớm càng tốt với những các cái phương pháp chuẩn trong điều trị ung thư, thì bao gồm có phẫu thuật rồi hóa trị, xạ trị và điều trị đích, điều trị nội tiết nếu có chỉ định. Thế còn cái câu hỏi là khi mà người bệnh mà đã bị ung thư rồi, ví dụ cụ thể như bạn, thì cái mong muốn về sau lập gia đình sinh con ấy thì sẽ có mấy cái câu hỏi nó liên quan. Thứ nhất là bản thân người bệnh ung thư cũng rất là lo lắng là liệu nếu như sau này một cái đầu tiên là mình có khả năng có thai không? Đấy là cái câu đầu tiên. Cái câu thứ hai là nếu như mình đã bị ung thư rồi thì cái việc mà mình mang thai như vậy thì nó liệu nó có làm cho cái bệnh ung thư của mình nó xấu đi hay không? Và cái câu hỏi thứ ba nữa là mình bị ung thư mà mình lại điều trị với các cái phương pháp như là hóa trị rồi xạ trị thì liệu con mình sinh ra nó có bị ảnh hưởng hay không, có dị tật hay là có vấn đề gì đó hay không. Thế thì tôi cũng xin giải thích kỹ thêm vì cũng rất là nhiều người quan tâm đến cái câu hỏi này. Trở lại với vấn đề thứ nhất là cái có khả năng là mang thai hay không. Thế thì
cái việc mà điều trị hóa chất thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chức năng của buồng trứng. Nhiều người bệnh cũng sau khi điều trị hóa chất thì có thể là mất kinh. Mất kinh nó cũng không đồng nghĩa với cái tình trạng mãn kinh. Thì đối với cái việc mà cái khả năng mà mất kinh hoặc hay là mãn kinh thì nó tùy thuộc vào cái lứa tuổi của bệnh nhân. Thứ hai nữa, nó phụ thuộc vào cái phác đồ hóa chất mà điều trị cho người bệnh. Ví dụ những cái bệnh nhân mà từ 45 tuổi trở lên mà sau khi điều trị bằng những các cái hóa chất phác đồ mạnh thì cái khả năng sau đấy thì mất kinh cũng như là mãn kinh thì gần như là chắc chắn. Thế còn đối với bạn ở 33 tuổi thì cái việc điều trị hóa chất 8 đợt chắc là 4AC và 4T thì cái khả năng có thể trong cái quá trình điều trị thì buồng trứng cũng bị ảnh hưởng tạm thời, nhưng cái khả năng buồng trứng hồi phục sau đó là rất là lớn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không khẳng định chắc chắn 100% đó là bạn cái buồng trứng nó không bị ảnh hưởng. Như vậy thì sau khi mà kết thúc liệu trình điều trị ung thư là 5 năm, đấy, tiêm thuốc ức chế buồng trứng cộng với tamoxifen 5 năm, thì sau đó mình cũng sẽ nên đi khám chuyên gia với các bác sĩ sản khoa để xem là định lượng các yếu tố nội tiết vân vân, là mình xem mình có đủ cái buồng trứng nó còn hoạt động bình thường, có đủ chức năng để cho mình mang thai bình thường hay không. Tiếp theo thì nếu như là cái mục liên quan đến phần này nữa thì cũng sẽ có một cái câu hỏi là các bạn cũng quan tâm, đó là cái việc mà sau khi mình ngừng nội tiết bao lâu thì mình nên có thai. Thế thì với cái thuốc tamoxifen thì sau khoảng 2 tháng, sau khi mình dừng tamoxifen khoảng 2 tháng thì nó cũng là cái thời gian để an toàn để cho bạn có thể tìm đến các bác sĩ sản khoa và xin ý kiến về vấn đề có khả năng mang thai hay không. Và tất nhiên trong cái thời điểm đấy thì bạn cũng hết sức chú ý là mình cũng phải kiểm tra toàn thân xem là có mình liệu có cái nguy cơ tái phát gì tại thời điểm đó để chuẩn bị sức khỏe thật tốt để cho cái quá trình mang thai. Thế còn cái câu hỏi thứ hai liên quan đến cái việc mang thai, đó là nếu như mà bạn đã mắc ung thư, đã điều trị bài bản bằng các phương pháp ung thư thì cái việc sau này bạn có thai thì nó cái việc mang thai sinh con đấy nó không hoàn toàn, nó không ảnh hưởng gì đến tiên lượng của cái bệnh ung thư vú mà bạn đang mắc phải. Tiếp theo nữa, cái câu hỏi cái vấn đề thứ ba đó là sau khi bạn kết thúc đầy đủ các liệu trình đấy thì cái việc mang thai của mình sau sẽ sinh những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh, nó cũng không có bị chịu những cái ảnh hưởng bởi cái phương pháp điều trị ung thư mà bạn đã điều trị trước đó. Thế thì tôi xin trả lời các cái vấn đề liên quan đến cái câu hỏi của bạn như vậy. Cảm ơn bạn. Xin được cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền đã giải đáp, có lẽ là một cái vấn đề mà rất nhiều các cái bệnh nhân về ung thư vú liên tục quan tâm và hỏi các bác sĩ trong quá trình điều trị của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với các câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi của bạn Hiền Thanh, câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, tôi 37 tuổi, bị ung thư vú phải T1N0M0, giai đoạn 1, carcinom hỗn hợp thể nhầy và thể ống xâm nhập độ 2 30%, kèm theo xa trễ. Bác sĩ tư vấn em nên phẫu thuật. Bác sĩ cho em hỏi bệnh viện ca đang có phương pháp phẫu thuật nào để điều trị mà tạo hình thẩm mỹ không ạ? Em xin được cảm ơn bác sĩ. Vâng, và với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được kính mời tiến sĩ Lê Hồng Quang sẽ tư vấn cho bạn Hiền Thanh câu hỏi này. Vâng, xin cảm ơn và chia sẻ cùng với câu hỏi của bạn. Thì vấn đề của bạn đặt ra cũng gặp khá phổ biến đối với bệnh nhân ung thư vú hiện nay, đặc biệt là với số chị em mà làm còn trẻ và có cái đời sống xã hội nó phong phú, thì cái nhu cầu về việc điều trị bệnh cũng như là nhu cầu duy trì cái hình thái cơ thể để làm sao mà mình chữa khỏi nhưng mà mình phải có cái chất lượng sống thì cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Thế thì chúng tôi xin trả lời bạn như sau. Đầu tiên là bạn 37 tuổi và mắc ung thư vú giai đoạn T1 là giai đoạn sớm và có cái tuyến vú xa trễ, thì với tình huống của bạn thì chúng tôi sẽ xem xét đầu tiên là có cái chỉ định điều trị bảo tồn hay không. Thì nếu những cái ung thư vú xa trễ mà có chỉ định điều trị bảo tồn thì cái giải pháp chúng tôi sẽ đưa ra là sử dụng các cái kỹ thuật oncoplasty và mình sử dụng chính cái tuyến vú xa trễ để mà lấp các cái khuyết hổng. Thế và cái phẫu thuật 2 trong 1 này thì sẽ giải quyết đồng thời hai mục tiêu là chúng ta giữ được tuyến vú
cắt được rộng cái khối u, đảm bảo an toàn về mặt ung thư học, và đồng thời là cũng giải quyết luôn được cái sai trễ. Thì đấy là hai cái đích trong một mũi tên. Thì những cái kỹ thuật này sẽ được áp dụng nếu như mà không có cái chống chỉ định bảo tồn, tức là chúng ta có thể bảo tồn được tuyến vú. Thế còn cái khả năng thứ hai là mặc dù là ung thư vú giai đoạn sớm nhưng mà lại có những vấn đề này được vấn đề khác, tức là có những cái chống chỉ định trong điều trị bảo tồn, thì chúng tôi cũng phát triển được các cái kỹ thuật, ứng dụng được những kỹ thuật nó cao cấp hơn mà đã có cái truyền thông đã tin gần đây, là những kỹ thuật tạo hình 3 trong 1. Tức là một mặt thì là cái tuyến vú lành mà sai trễ thì chúng tôi cũng sẽ cân chỉnh để cho bớt sai trễ. Cái thứ hai là cái tuyến vú ung thư mà phải cắt bỏ, không bảo tồn được, thì chúng tôi cũng có cái giải pháp tạo hình là chúng ta đưa các cái vạt ra cơ mỡ của cơ thẳng bụng. Đấy, thì nó cũng góp phần là tái tạo được cái tuyến vú và cũng góp phần là làm thon gọn cái vòng hai. Thì đây là những kỹ thuật rất là cao cấp, thế nhưng mà cũng rất là vui là chúng tôi cũng đã áp dụng thành công. Thế và khi mà điều trị cho bệnh nhân thì cũng mang lại những cái kết quả hết sức là đáng khích lệ cho người bệnh. Vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Quang, và rõ ràng cũng xin được tư vấn như giới thiệu của tiến sĩ Lê Hồng Quang thì bệnh viện K có luôn luôn cập nhật những cái phương pháp và phẫu thuật cũng như là tạo hình thẩm mỹ, cũng như là các phương pháp điều trị về hóa trị, xạ trị tốt nhất và hiện đại nhất ở trên thế giới để có thể là nâng cao cái hiệu quả chất lượng điều trị của bệnh viện. Với chủ đề về các cái liệu pháp trúng đích trong điều trị ung thư vú thì có những câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Hà Thanh, và cũng là một câu hỏi rất chung cho rất rất nhiều các người bệnh, người nhà người bệnh quan tâm đến cái việc trong cái phương pháp sử dụng thuốc đích này, đó là cái tác dụng phụ khi dùng thuốc đích như thế nào và cách phòng tránh ra làm sao. Đây là một câu hỏi của bạn Nguyễn Hà Thanh và cũng sẽ là chung cho rất nhiều các cái mối quan tâm của rất nhiều người. Và với câu hỏi này chúng tôi cũng xin được đề xuất tiến sĩ Phùng Thị Huyền sẽ tư vấn cho bạn Nguyễn Hà Thanh và quý vị câu hỏi này. Vâng ạ, xin chào bạn Nguyễn Hà Thanh. Thế thì chúng ta cũng đã nhắc đến nhiều cái vai trò của cái thuốc đích trong điều trị ung thư nói chung cũng như là trong ung thư vú. Thì có vẻ là một cái thuốc rất là hiện đại, rất là mới và cũng rất là đắt tiền. Thế thì thông thường bệnh nhân cũng vẫn hay hỏi là thế cái thuốc có đắt như thế thì chắc là nó sẽ không rụng tóc đâu, hay là sẽ không có tác dụng phụ đâu. Thế tuy nhiên thì trong quá trình điều trị thì nó cũng vẫn xuất hiện những các cái tác dụng phụ. Thế thì thực tế là cũng là vì từ cái cơ chế của thuốc đích là cũng tác dụng rất là chọn lọc lên các tế bào ung thư. Thế nhưng nó cũng không hoàn toàn, nó không có tác dụng lên những các cái tế bào lành khác. Thế cho nên dù ít nhiều thì các thuốc đích khác nhau thì cũng có những cái tác dụng phụ khác nhau. Trở lại với lại các thuốc đích điều trị cho ung thư vú thì cũng phải nói là may mắn là hiện tại những cái thuốc điều trị đích cho ung thư vú ở trên thế giới có hiệu quả nhất thì cũng đã có mặt ở Việt Nam. Ngoài cái thuốc trastuzumab là cái thuốc mà chúng ta đã được sử dụng cho bệnh nhân ung thư vú có HER2 dương tính gần 20 năm nay rất có hiệu quả, thì gần đây 2 năm nay chúng ta lại có thêm những cái thuốc kháng HER2 khác như là pertuzumab hoặc là các cái thuốc T-DM1. Và những các cái thuốc này cũng cùng cái cơ chế tác động trên những các cái thụ thể HER2 bệnh nhân ung thư vú, và khi mà dùng cùng với hóa chất thì có những cái tác dụng phụ của hóa chất và có những tác dụng phụ riêng của cái thuốc điều trị đích như thế này. Thì thực tế mà nói là cùng với cái sự phát triển của ngành nội khoa nói chung thì có nhiều các cái thuốc hóa chất mới, thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch ra đời, nhưng chúng ta lại cũng có những các cái thuốc hỗ trợ như là những các cái thuốc chống nôn cũng rất là tốt, qua đó thì cũng giảm được những các cái tác dụng phụ cho bệnh nhân khi sử dụng hóa chất. Thế còn đối với các thuốc điều trị đích trong ung thư vú với 3 thuốc tôi có nêu trên, thế thì có một cái tác dụng phụ mà đáng quan tâm nhất, đấy là tác dụng phụ lên tim mạch. Thực tế bệnh nhân nghe cũng rất là sợ, vì là trong các cái tờ hướng dẫn hoặc là bác sĩ cũng đều giải thích là có nguy cơ là suy
tim. Thế thì nói đến suy tim thì bệnh nhân sợ lắm. Thế tuy nhiên thì so với lại cái tác dụng phụ suy tim nếu do cái hóa chất mà gây ra thì suy tim nếu có thể gặp đối với lại các cái thuốc điều trị đích trong ung thư vú thì nó là một cái thể suy tim sung huyết mà có khả năng hồi phục. Tức là nếu như mà phát hiện ra bệnh nhân có cái dấu hiệu hoặc là có triệu chứng hoặc là sẽ siêu âm tim mà có thấy cái dấu hiệu là suy tim, thế thì lúc đấy chúng ta tạm ngừng cái thuốc điều trị đích và sau đó thì cái chức năng tim của người bệnh lại hồi phục. Thế còn cái tỷ lệ nó có nhiều không để mình có phải chấp nhận để đánh đổi lại cái sự sống với lại cái nguy cơ suy tim hay không? Thế thì từ những các cái nghiên cứu năm 2003 trên khoảng trên 12.000 bệnh nhân ung thư vú mà có điều trị với trastuzumab thì những cái nghiên cứu sơ khai như thế này, người ta thấy là cái tỷ lệ suy tim ở bệnh nhân mà có điều trị với lại các thuốc trastuzumab thì nó dao động khoảng từ 2 đến 4% trong tổng số các bệnh nhân điều trị. Thế tuy nhiên thì từ những kết quả ban đầu như vậy thì người ta cũng đưa ra những cái khuyến vì người ta đưa ra những cái khuyến cáo có nguy cơ suy tim như vậy, cho nên trước khi các bác sĩ điều trị trastuzumab cho bệnh nhân ung thư vú thì đã đánh giá rất là kỹ lưỡng cái chức năng tim của người bệnh. Thứ hai nữa là trong quá trình điều trị cũng theo dõi rất là sát. Đấy, nếu như bệnh nhân nào đã từng điều trị với cái thuốc điều trị đích cũng thấy là cứ 3 tháng các bác sĩ lại cho đi siêu âm đánh giá chức năng tim một lần, nếu mà ổn thì điều trị tiếp, nếu như không ổn thì lại có một cái hướng dẫn rất là cụ thể là khi nào chúng ta tạm dừng và khi nào buộc chúng ta phải dừng hẳn. Thế thì trong thực tế quá trình điều trị bệnh nhân, chúng tôi ở đây điều trị rất nhiều bệnh nhân điều trị với thuốc đích trastuzumab rồi thì thấy cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị suy tim thì nó cũng rất là thấp. Đấy, và cũng không nên quá lo lắng quá với cái tác dụng phụ này. Thế còn nói chung lại là các thuốc đích mặc dù ít tác dụng phụ hơn so với là các thuốc hóa chất nhưng cũng có những cái tác dụng phụ được ghi nhận. Những cái tác dụng phụ này thông thường nó cũng thường là nhẹ thôi và cũng có những cái phác đồ hướng dẫn điều trị rất cụ thể, rất là chi tiết nếu như các tác dụng phụ này xuất hiện. Thế thì trong quá trình điều trị nếu như mà có những cái diễn biến bất thường hoặc là những cái triệu chứng dấu hiệu các bác sĩ đã cảnh báo trước, dặn dò trước là mình theo dõi và báo cho bác sĩ thì mình cũng nên báo cho bác sĩ kịp thời những cái triệu chứng hoặc những cái tác dụng phụ không mong muốn. Xin cảm ơn bạn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phùng Thị Huyền đã tư vấn rất kỹ về những cái tác dụng phụ có thể gặp mà khi dùng thuốc đích và các cái phương pháp phòng tránh. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau hơn 2 tiếng đồng hồ vì có cả sự cố bị mất điện nữa, các hai bác sĩ chuyên gia của bệnh viện ca của chúng tôi đã tư vấn hơn 30 câu hỏi cho quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi từ đầu đến cuối của chương trình tư vấn của ngày hôm nay. Và như hai bác sĩ của bệnh viện ca đã tư vấn cho quý vị với ung thư vú nói riêng cũng như là ung thư nói chung thì khi phát hiện sớm thì điều trị hiệu quả rất là cao. Và đặc biệt qua chương trình này thì chúng tôi rất là mong muốn các chị em phụ nữ người Việt Nam sẽ dẹp bỏ những cái xấu hổ tâm lý để chúng ta có thể thường xuyên định kỳ đến khám tư vấn để sàng lọc sớm, phát hiện sớm về ung thư vú. Quý vị cũng có thể là tra xem lại chương trình hoặc là tra trên Google cách tự khám vú như thế nào. Thì bệnh viện cũng đã trang bị ở trên Google về cách tự khám vú ở tại nhà cho chị em phụ nữ. Và quý vị yên tâm khi điều trị ở tại bệnh viện ca của chúng tôi. Với bệnh viện ca thì luôn lấy phương châm là lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu cũng như là mục tiêu cao nhất để chúng tôi hướng tới. Và với slogan của bệnh viện là trao hy vọng, nhận niềm tin, chúng tôi mong muốn rằng quý vị sẽ đặc biệt sẽ tin tưởng điều trị cũng như là đến khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư ở tại bệnh viện ca của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa ngoại vú của bệnh viện ca, tiến sĩ bác sĩ Phùng Thị Huyền, trưởng khoa nội quan sứ phụ trách phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện ca đã quan tâm dành thời gian tư vấn cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn công ty Hopman La Roche đã quan tâm đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị hoàn toàn có thể xem lại chương trình ngày hôm nay cũng như các chương trình trước ở trên fanpage của bệnh viện ca. Và những tập thể cá nhân có nhu cầu về khám sàng lọc cũng như là khám tư vấn về khám và điều trị ở tại bệnh viện ca có thể gọi đến tổng đài tư vấn hỗ trợ người bệnh của chúng tôi 1900 886684. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin được gặp lại quý vị ở trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được trân trọng kính chào.